tại sao là đến ngày đến bây giờ em có những thứ năm mối ra sau này khi em giỏi những bước tổ ngày xưa ra để thân lại thì em thấy ra một điều đó là những cái gì mà mình đạt được bây giờ ấy, đều là những gì mình đã từng biết ở trong cuốn sổ đó rồi. Ví dụ như là ngày xưa năm 24 tuổi là tôi có đọc một cái email là nghỉ hưu giàu c30a@gmail.com. Thế thì tại sao cái email đó? Bởi vì tôi đọc sách của ông Luke Kiyosaki thì ông ấy nói rằng đó là hãy nghỉ hưu thật sớm và nghỉ hưu giàu để chúng ta có cái thời gian làm việc chúng ta thích hoặc là chúng ta cũng phục vụ cho xã hội. Và lúc đấy trong cái đọc cuốn sách đó thì tôi đặt cho mình một cái email là như thế. Vậy thì đến năm 30 tuổi tôi đã tự do là gì chưa? Chưa, vẫn nghèo nhá anh chị nhá. Nhưng mà gọi là một năm sau tức là ở độ tuổi 31 thì tôi đạt được cái điều đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Đó là tôi có đạt được mục tiêu không? Có, chỉ có điều là chậm hơn so với khi mình đề ra mà thôi. Hay là kể cả đặt mục tiêu về ô tô, hay là đặt mục tiêu về sở hữu bất động sản, hay là đặt mục tiêu về sở hữu cổ phần doanh nghiệp, thì tôi đều có cái điều đó từ rất nhiều năm về trước. Và khi mà mình xem lại cuốn sổ đó, mình thấy ra một điều là một cái điều rất là kỳ diệu ở đây. Đó là lúc mình viết ra những cái điều đó là mình không có gì trong tay. Nói đúng hơn ở đây đó là mình có số âm. Và tôi thì sinh năm 1988 là Mậu Thìn. Về cơ bản mà những cái tử vi ấy, mà tôi theo như tôi được biết là mẹ tôi bảo là tôi sinh vào tầm 9 giờ sáng mà đi xem bói người ta hay bảo là thằng này sinh vào gọi là giờ Thìn, năm Thìn, cho nên là nó chỉ gọi là tự lấy ra bọc xương, kiểu giống như là gì đó là mình chắc phải tự nên bằng bàn tay của mình chứ không có ai giúp đỡ mình cả. Và thực sự là cho đến thời điểm như bây giờ thì tôi thấy rằng một điều là mọi cái thành quả mà mình đạt được ấy, đều là cái sự cố gắng, cái nỗ lực của mình, và mình cũng không có cái sự trợ giúp từ ai đó. Mà về vấn đề đơn giản đây đó là gì, đó là những người xung quanh mình cũng là những người mà không thành công. Đấy, tôi lấy ví dụ như là bố tôi là làm nghề gọi là giấy tờ ô tô, thậm chí là mua bán xe ô tô rất nhiều năm về trước. Mà tôi nhớ là 10 năm về trước ông đã từng có thu nhập khoảng độ tầm 40 triệu một tháng anh chị nhé. Tức là một tháng thu nhập của ông có thể mua được rất nhiều cây vàng. Nhưng mà tại sao mà cho đến tận như bây giờ ông cũng không phải là một người thành công? Bởi vì ông cũng không có tư duy về đầu tư. Khi ông kiếm một tiền ấy, việc đầu tiên của ông là ông đã mua sắm rất nhiều thứ ở trong nhà. Mà cái thời ngày xưa các cô chú chị đây còn nhớ là ưa chuộng về gọi là loa đài âm thanh đúng không? Nhà nào mà có cái loa Nhật, loa Mỹ mà cao ấy đó, còn là cái đầu tiên cho đến bây giờ sau rất nhiều năm chọn R, tức là chọn cái kết quả ấy, thì là tôi đều đã
những cái điều đó. Vậy thì rất nhiều người hỏi là bây giờ nếu như bây giờ mà tôi cứ chờ kết quả giống như anh nói, nhưng mà khổ lỗi là tôi không biết hành động như thế nào thì làm ra sao. Thì anh chị phải nên nhớ ở đây là có một cái câu nói là cứ đi rồi sẽ thành được. Đó là giống như là anh chị nhìn thấy là bình thường là anh chị, lúc anh chị ra ngoài ruộng đi, anh chị thấy anh chị đoạn ngày xưa nó không vào được, nhưng mà tự dưng là có một ngày đó anh chị ra, anh chị nhìn thấy đó là có một cái đường rất là nhỏ đi ở đó. Thế thì đôi khi đường ra đường thì thường chuột chạy, con chuột nó chạy nhiều nó không thấy này được, hay thậm chí là mình đi nhiều mình cũng thấy này được. Và rất nhiều người bảo tôi rằng một điều là bây giờ tôi đang khó khăn về tài chính, tôi đang nghèo lắm, tôi đang không có gì cả, mà bây giờ tôi chọn là tự do tài chính này, tôi chọn là tôi giàu có này, kiểu kiểu như thế, thì tôi thấy nó hoang đường. Nhưng anh chị phải nên nhớ, việc của anh chị là anh chị cứ chọn kết quả trước anh chị nhá, anh chị cứ chọn những thứ mà anh chị muốn trước. Còn làm thế nào để đạt được cái điều đó thì yên tâm là ông trời sẽ giúp cho anh chị. Nên nhớ là ông trời sẽ giúp cho anh chị đạt được cái điều đó. Chỉ cần là anh chị ở một cái chế độ là anh chị chọn trước. Giống như câu nói ở đây là gì? Đó là con muốn bú thì con phải khóc. Đầu tiên là từ bé con phải khóc trước. Thì khi được bé khóc thì người mẹ mới biết là gì? À, có thể là cái đứa bé này của mình đang đói, hoặc là nó đang gọi là té ra quần chẳng hạn, được kiểu như là đó như thế. Thì khi một đứa bé khóc thì người mẹ sẽ biết rằng một điều là đứa bé sẽ có vấn đề gì, và lúc đó là sẽ hành động để đáp ứng cái nhu cầu của đứa bé đó. Vậy thì với chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta giống như là một đứa bé và ông trời giống như là một người mẹ thiên nhiên. Và khi anh chị muốn một cái điều gì, anh chị hãy nói ra, anh chị hãy viết ra, anh chị hãy nhìn vào nó thường xuyên, thì một ngày nào đó ông trời sẽ giúp cho anh chị đạt được cái điều đó một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng anh chị nhé. Đó, và có thể anh chị chưa tin về vấn đề này, nhưng mà anh chị cứ thử xem, anh chị cứ thử viết một cái điều nào đó mà anh chị muốn vào một cuốn sổ, và anh chị nhìn nó thường xuyên, và có thể là 2 năm sau, 3 năm sau hay là một vài năm sau, anh chị sẽ thấy rằng là rất là kỳ diệu, anh chị đạt được là gì? Những cái điều đó. Thì ở đây có một câu nói là gì? Đó là tư duy người giàu là tập trung vào kết quả và hành động ngay. Đó, thì ban đầu tiên ở đây là anh chị là phải tập trung vào kết quả trước. Anh chị muốn cái gì thì anh chị hãy viết ra cái điều đó. Đó, và ở đây ví dụ là như anh chị xem ở trên màn hình ở đây, bản thân con người khi mà sinh ra ấy thì ai cũng mong muốn là sẽ đạt được những cái điều ở trong cái hình vẽ này, đúng không ạ? Và ngày xưa ấy, mà khi mà tôi còn trẻ thì tôi đã gặp được một cái anh, mà anh ấy có một cái câu nói mà tôi thấy là một điều là rất ấn tượng. Anh bảo là như vậy, đã làm người thì hãy cố gắng sở hữu ít nhất 1 triệu đô. Và anh ấy bảo là một điều là có rất nhiều người đạt được 1 triệu đô. Và khi mà tôi nghe câu nói đấy tôi rất là ấn tượng. Và cho đến bây giờ khi mà bản thân mình ấy, có cuộc sống tốt rồi, và bản thân mình là nghĩ về cuộc sống của ngày xưa, ví dụ ở đây anh chị đang có khăn về tài chính thì anh chị cũng hiểu cái điều là gì, đó là nếu mà anh chị mà đang nợ lần chẳng hạn thì nó cũng rất là áp lực với chị. Anh chị ví dụ cách đây 5 năm về trước là khi mà tôi đang gọi là nợ lần từ ngân hàng với những người xung quanh ấy, là cứ 7 giờ sáng là bên ngân hàng họ gọi điện, họ gọi rất nhiều đó. Và khi mà mình chưa có tiền ấy thì hầu như là những cái việc gì mình làm nó cứ đều không đúng với những người xung quanh. Ví dụ là khi anh chị nghèo nhé, anh chị để ý thấy anh chị mà nói nhiều thì lại bảo rằng là gì, là cái thằng này nói phép nhiều cho nên là không có tài chính. Nếu mà anh chị mà ăn mặc đẹp một chút thì người ta lại bảo một điều là gì, không có tiền nhưng mà đua đòi, kiểu kiểu nói thế. Hoặc anh chị mà ít nói thì người ta lại bảo thằng này chắc là ra ngoài xã hội chả nói năng gì cho nên là không ai người ta giúp, đúng không ạ? Hay là anh khi mà anh chị mà thành công, anh chị giàu có rồi, anh chị mặc quần đùi áo cộc, anh chị đôi chi đôi dép gọi là đôi dép lê rách rồi, người ta lại bảo tôi không thành đầu, nhưng mà sống một cách là đơn giản và thanh tịnh đó. Thì ví dụ như là tôi đến trường rồi tôi đón con gái đông thế, tức là ở trong cái khu quê con của tôi ấy, thì có rất nhiều người là những người giàu. Và tôi nhìn thấy một cái anh thực sự luôn ấy, nếu mà anh đấy mà không đi Land Rover, anh đấy không đi Rolls Royce, hoặc là anh đấy không đi Porsche ấy, tôi không nghĩ rằng anh ấy là một người giàu. Bởi sao? Bởi vì nhìn anh ấy rất là đen và trông rất là cũ. Mà thậm chí là có những hôm ấy là anh ấy đi đến chiều đón con ấy, là anh ấy còn đi một cái đôi dép lê, mà đôi dép đấy là trong đó là có một cái chiếc dép là nó bị cụt mũi rồi đó, cụt mũi rồi đó. Và nhiều người nhìn cảm thấy rất là bất ngờ là gì, đó
kiểu đó nhé. Nhưng mà mình mà nghèo mà mình ăn mặc như thế nha, có khi nhiều người còn đưa ra đánh giá đúng không chị? Đó, cho nên là thực sự luôn là một điều là khi mà mình là những người mà chưa thành công ấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta rất nhiều những thiệt thòi. Tất nhiên là khi nói ở đây chúng ta không nói về vấn đề là chúng ta không tôn trọng người nghèo hay là chúng ta khinh thường người nghèo, mà mình ở đây mình chỉ bàn ở vấn đề ở đây là gì ra, khi chúng ta không thành công về tài chính, chúng ta bị rất nhiều những cái thiệt thòi. Và đôi khi mình là một người sống rất là tốt, nhưng mà người ta nhìn vào gia cảnh của mình, nhìn vào tài chính của mình, tự dưng người ta sinh ra người ta ghét mình, hoặc là người ta gọi là có một cái gì đó mình hay gọi là mặc cảm chẳng hạn. Thì đấy là lý do tại sao là chúng tôi rất hay chia sẻ những cái tư duy này để cho anh chị có thể là tư duy của mình tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và để sau này anh chị có cuộc sống là tốt đẹp hơn. Thì ở đây thì có rất nhiều cái mà chúng ta quan tâm ở đây, ví dụ như là nhà nào xe hơi gì đó. Thì anh chị phải nên nhớ ra một điều là bản chất ý, một cái ô tô ấy, nếu như anh chị có khoảng tầm 200-300 triệu, anh chị cũng có thể mua được một cái ô tô nhỏ, cũng gọi là cũng hơn một chút, nhưng mà vẫn đi lại được, che nắng che mưa cho chị được. Và bản thân tôi thì đi xe máy cũng rất nhiều năm và đi ô tô cũng rất là nhiều năm. Và khi mà mình đi xe máy thì mình quay sang với những người đi ô tô ấy, thì mình bảo rằng một điều đó là gì, đó là giá như mình có ô tô như này thì tốt. Tức là lúc đi xe máy là quay sang nhìn mấy ông ô tô đó, và tôi thấy là một điều là họ ngồi trong ô tô họ sướng quá, hầu như là nắng thì không đến mặt họ mà mưa thì chả đến đầu, mà bên trong này họ còn vẫn có thể là tươi cười ga hát thôi, thậm chí là họ còn có thể là gì, là nghe nhạc, hay thậm chí là để bên cạnh đồ ăn rất là vui vẻ. Trong khi đó mình đi xe máy thì trời nắng thì phải mặc áo chống nắng đúng không ạ, hay là trời mưa thì cũng phải dùng cái áo mưa vào, mình đang ăn mặc rất là đẹp đúng không, vuốt cái tóc vuốt keo lên cũng rất là đẹp trai, nhưng mà bỏ cái áo mưa xong ra phát là nhìn trông như gà rủ đó. Ở đây là anh chị đi xe máy, anh chị cũng biết rồi đúng không, như gà rủ. Mà mình bảo một điều là ở nhà thì ăn mặc rõ đẹp, mà anh chị biết là khi mà đi xe máy nếu mà trời mưa ấy, là tôi hay cái kiểu như này, không biết anh chị có làm thế không, hay là một số anh con trai ở đây có làm thế không, tức là trời mưa to quá thôi mình đỗ xe lại là mình tháo giày tháo tất cả cho vào cốp xe, sau đó đi chân đất đấy, đi chân đất để cho nó khỏi này rất dày, sau đó là đến chỗ làm việc hoặc là đến chỗ gặp khách hàng là mình lại là gì, đi chân đất vào trong nhà vệ sinh, mình rửa cái chân, mình lau cho khô và mình đi tất đi giày vào, nhìn trông vẫn rất là gì, ngon lành anh chị ạ. Đó, cho nên là một điều là anh chị làm gì thì làm, cố gắng làm sao là tối thiểu là có một cái ô tô, nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng, nhưng nó là cái phương tiện rất là an toàn và rất là hữu ích để anh chị có thể đi về quê. Mỗi lần mà về quê vào ngày Tết chẳng hạn, ví dụ như anh chị ở trong miền Trung chẳng hạn, Nghệ An, Hà Tĩnh này, hay là các tỉnh xa chẳng hạn, anh chị cũng thấy là mình rất là khó khăn khi đi xe khách đúng không? Đó, người ta nhồi nhét người vào đó, rồi mình có cả con nhỏ nữa, thậm chí là buồn vệ sinh thì có khi còn phải đi mấy tiếng, đúng không ạ? Nó rất là khổ, ngủ không ngủ được bởi vì buồn vệ sinh quá, bảo nó đỗ nó không đỗ. Nhưng mà nếu như mà anh chị mà có ô tô riêng chẳng hạn, thì mình đi rất là thong thả đúng không ạ? Về lúc nào thì về, mình chọn cái thời điểm gọi là thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất, yên tĩnh nhất mình về. Người ta về ban ngày thì mình về buổi tối thì về ban đêm đó. Và mình gọi là thích ăn uống hoặc là thích vệ sinh thì chỉ cần đỗ xe lại là xong. Thì rất mong rằng một điều là tất cả các anh chị em ở đây trong vòng 2-3 năm tới là ít nhất ai chưa có thì cũng phải có một cái xe, không quan trọng là bao nhiêu tiền, miễn là cái xe có thể là đi lại được đó. Và vấn đề ở đây nữa là liên quan đến phần là tiền, tài sản và dòng tiền. Thì ở đây thì nếu như mà anh chị mà đã từng đọc sách về tài chính thì anh chị cũng biết là một điều là tiền như thế nào. Tiền thì ví dụ như là chúng ta đang dùng tiền Việt Nam đồng, hay là anh chị có đô la Mỹ, hay là anh chị có euro, nhưng mà anh chị phải nên nhớ là đồng tiền của chúng ta bây giờ là một cái đồng tiền mà càng ngày càng về sau là càng lạm phát rất là cao. Tại sao thời gian gần đây đó là cái tỷ giá hồi đoái USD vào Việt Nam mà tăng cao, hiện tại đang là 2.8 rất là cao, và tương lai là sẽ lên nhiều hơn nữa. Thế tại sao nó xảy ra tình trạng này như này? Bởi vì sao? Bởi vì nó có sự lạm phát liên quan đến chiến tranh và cái sự khó khăn khủng hoảng của Covid 2 năm vừa rồi, khi mà chính phủ của các quốc gia họ in tiền và họ hỗ trợ cho doanh nghiệp và thậm chí là cứu trợ cả cho người dân nữa. Cho nên là khi mà chúng ta làm cái điều đó thì sẽ làm cho cái đồng tiền của chúng ta là bị gọi là lạm phát. Và nếu như anh chị mà chỉ thích trữ tiền mặt mà anh chị không mang tiền đi đầu tư ấy, ví dụ như anh chị không mang tiền đi mua đất này, anh chị không mang tiền đi mua vàng này, hoặc là anh chị không mang tiền đi đầu tư liên quan đến gọi là cổ phần doanh nghiệp chẳng hạn,
thì chắc chắn là đồng tiền của anh chị ngày hôm nay là 1 tỷ, 5 năm sau nó không còn là 1 tỷ nữa, mà 5 năm sau nó có thể chỉ còn là 800 triệu thôi. Bởi vì sao? Đồng tiền là gì nào, nó cũng phân giá anh chị ạ. Đó, và như bản thân tôi thì về cơ bản là cái tiền mặt ấy, là tiền Việt Nam đồng ấy, gần như là tôi không 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 để nhiều, và tôi cũng không để trong cái tài khoản tiết kiệm, mà tôi chỉ để một cái lượng vừa đủ để tôi giao dịch làm ăn thường ngày thôi. Còn có chăng tôi để đứng im thì có, tôi có quy là vàng đó. Tôi muốn là vàng sẽ là một cái là nơi gọi là để giữ giá trị tiền mặt, và khi nào tôi có được gì quan trọng thì tôi mang vàng mang đi bán thì tôi có thể sử dụng được. Còn thứ hai ở đây đó là về tài sản, thì anh chị ở đây nhớ là tài sản là những thứ tạo ra tiền đó, ví dụ như là bất động sản này đó, đất anh chị đang sở hữu, cái ngôi nhà của anh chị thì nó cũng được coi là tài sản, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng không phải là cái điều gì đó nó đúng lắm. Bởi vì là khi mà anh chị không có tiền ấy, chẳng lẽ anh chị này bán nhà đi để anh chị lấy tiền ăn, hay là anh chị bán nhà đi để anh chị đầu tư kinh doanh? Không, khi mà chúng ta sở hữu một căn nhà rồi thì đó thường là cái nơi mà để cho chúng ta trú ẩn thôi, về cái cơ bản thì nó cũng không giúp ích nhiều cho chúng ta liên quan đến tiền đó. Hay là cái dòng tiền ở đây là gì, ví dụ như anh chị có một cái dòng tiền là 50 triệu một tháng từ cái việc đó là anh chị cho thuê bất động sản đó. Ví dụ như là ở bên tôi đang thuê một cái căn ở bên Ecobank này chẳng hạn, căn là 75 mét là 8 triệu một tháng không đồ, thì tôi cũng không nhớ rõ là căn này họ mua bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi chỉ biết được rằng một điều là tôi thanh toán cho họ đó là 6 tháng 1 và 1 tháng cộng thì là 8 triệu một tháng, và tổng nộp cho người ta đó là 56 triệu. Vậy thì cái 8 triệu một tháng này là gì? Chính là cái đồng tiền của họ ấy, mà tôi là người đi thuê, tôi là người trả tiền cho họ, mà họ thu người 8 triệu đó, và 8 triệu đó được gọi là gì? Đó là đồng tiền. Hay là anh chị sở hữu cổ phần của một công ty nào đấy, ví dụ như là anh chị sở hữu cổ phần của một công ty là F1 chẳng hạn, ví dụ là như thế, thì anh chị được người ta chi trả cổ tức cho, thì đấy được gọi là đồng tiền. Ví dụ như là F1 bây giờ người ta đang chi trả đang là 2,88 đô trên một cổ phần trên năm. Giả sử bây giờ anh chị đang có khoảng một tầm đó là 10.000 cổ phần ở trong đó, thì anh chị sẽ được khoảng đó tầm là gì, đó là 28.000 đô một năm, và tính ra nó khoảng độ tầm đó là 2.000 đô, hình như là khoảng độ tầm là hơn 2.000 đô một tháng. Thì đó người ta gọi là gì, đó là đồng tiền. Hay là những cái ở đây luôn, nhà đi du lịch này, hay là con cái giáo dục vân vân, rất là nhiều cái. Nói chung là do kinh tế của mình cũng khá, cho nên là hai con của tôi thì đều học trường tư, hai con của tôi cũng đều học trường tư, thì mỗi một tháng là chi cho hai cháu tiền học một tháng thì hết khoảng tầm là 20 triệu một tháng đó. Và rất nhiều anh chị ở đây cũng mong muốn là mình có điều kiện để cho con cái của mình học, cái muốn có được cái điều này thì anh chị sẽ phải nâng cao về tư duy, nâng cao về kỹ năng đầu tư của anh chị. Hay là anh chị muốn được đi du lịch này, hay là muốn được dùng hàng hiệu, hay là anh chị muốn có một cái ngôi nhà nó khoảng độ tầm đó là nhẹ thì 2 tỷ về 3 tỷ ở quê, hay là nhiều hơn nữa thì 5 tỷ 10 tỷ, và giống như là căn biệt thự của anh chị đây này. Không biết anh chị có nghĩ về cái căn biệt thự như này không, nhưng mà tôi nghĩ về căn biệt thự này thường xuyên nhé anh chị nhé. Và tôi tin rằng một điều là tôi có nói chuyện đó, mặc dù là bây giờ chưa có tiền để xây biệt thự đâu, chỉ gọi là có tiền để gọi là mua một số cái bình thường thôi, nhưng mà biệt thự này thì tôi đã khẳng định là một điều là trong vòng khoảng tầm 3 năm tới thì chắc chắn là tôi có anh chị nhé. Đó, năm nay tôi 35 tuổi, và tôi đã từng nói với rất nhiều người đó là còn 5 năm nữa là tròn 40 tuổi, và tôi muốn kết thúc cái việc gọi là đi kiếm tiền trước năm 40 tuổi, và sau này khi mà mình đi làm là chỉ vì cái niềm vui hoặc là vì cái sứ mệnh nào đó cho xã hội thôi, chứ còn mình cũng không phải liên quan đến tiền nhiều quá đó. Mặc dù bây giờ mình cũng khá tự do rồi, nhưng mà mình muốn nâng cao thu nhập của mình nó là cao hơn đó. Hay là ở đây là anh chị muốn bảo dưỡng cha mẹ này, ví dụ như là các chị em của chúng ta là ngày mai là ngày 20 tháng 10 đúng không, và rất nhiều chị em mong muốn là ngoài gọi là chăm sóc cho gia đình bên nhà chồng tốt, và các chị em còn mong muốn là có tiền để phụng dưỡng gọi là bố mẹ già của mình, người mà sinh đẻ ra mình chẳng hạn, thì muốn làm được cái điều đó thì các chị ở đây phải là một cái người mà làm kinh tế tốt, anh chị phải là một cái người mà có tiền. Giống như là ở trong đồng nghiệp của tôi thì có một chị tên là chị Măng, chị này là người Hưng Yên, và chị này là một giáo viên dạy thể dục, và khi mà chị ấy biết đến một cái cơ hội kinh doanh ấy, là chị đấy đầu tư, và sau đó là chị đấy phát triển kinh doanh ở đó. Và chị ấy bảo là một điều là rất nhiều năm về trước chị đã từng ước mơ là kiếm được thật nhiều tiền
để có thể là phụng dưỡng cha mẹ đẻ của mình nữa đó. Bởi vì chị làm giáo viên mà anh chị biết rồi, giáo viên thì thu nhập đâu có cao đâu, về cơ bản giáo thu nhập cũng chỉ là bình thường thôi, cũng không nhiều gì cả. Và chị mong mong ước rằng là chị ấy kiếm được nhiều tiền để chị ấy có thể là gì là ngoài gọi là chăm lo cho nhà chồng cho con cái, thì chị ấy còn có thể là được nhiều hơn thế, đó là phụng dưỡng cha mẹ mình. Và cho đến bây giờ thì là chị ấy đang dần dần thực hiện được cái mong muốn đó đó. Và cái L ở đây là gì chị nhé? L ở đây thì nó có một cái phần ở đây, đó là một là nếu như là mong muốn giống như kiểu anh này, ví dụ về anh tôi hỏi anh chị là anh chị có tin rằng anh chị 5 năm nữa anh chị sẽ có 1 triệu đô la hay không, thì nếu mà tôi hỏi như thế, ví dụ tôi hỏi cô là anh chị có mong muốn trở thành người giàu không, thì đa phần anh chị ở đây đều trả lời là có đó. Nhưng mà khi tôi hỏi ngược lại là anh chị có chắc chắn rằng 5 năm tới anh chị là một người giàu có hay không, thì rất nhiều người sau khi nghe câu nói đó xong là gần như là sẽ ngừng lại và không dám trả lời. Thế thì tại sao lại xảy ra một cái trường hợp đó là như thế? Đó là vì sao? Đó là vì là gì ạ? Những cái người mà không dám trả lời là vì người ta chỉ mong muốn thôi. Nếu như tôi mong muốn thành công này, tôi mong muốn có chiếc xe ô tô này, tôi mong muốn giàu có này, nhưng mà đó chỉ là mong muốn. Khi nào anh chị phải nói rằng là tôi cam kết, tôi tin rằng, tôi khẳng định rằng là tôi đạt được cái điều đó, thì chắc chắn anh chị sẽ làm được. Nó giống như ở đây có cả hai cái minh họa ở đây, nó rất là thú vị đấy. Nếu như giả sử bây giờ là có một cái cầu gỗ nó nối liền hai tòa nhà với nhau, và đây là hai cái tòa nhà là cao là 41 tầng đó, và có tòa nhà A và tòa B. Và nếu như ai đó nói rằng một người là bây giờ tôi cho bạn 100 đô, bạn có thể là đi từ tòa A này sang tòa B bằng cái thanh bàn gỗ này, thì đa phần là chúng ta không đi, trả lại thì chúng ta đi. Nhưng nếu như là ở trên tầng lầu của cái tầng của cái tòa B ấy, là nó đang xảy ra sự cố, nó là cháy, và ở đó đang có một cái đứa bé, tức là con của bạn đang ngồi ở trên đó, và bạn không thể nào đi được là từ thang máy tòa B lên, và bạn chỉ có một cái cách duy nhất, đó là đi qua một cái thang gọi là thang gỗ từ tòa A sang. Thì tôi tin rằng đó là bằng tình yêu của người cha dành cho người con, bằng rất nhiều yếu tố khác cộng lại, thì cho dù có tòa nhà đó có cao đến mấy, có nguy hiểm đến mấy, thì đa phần chúng ta đều được chọn là bò sang bên kia để chúng ta cứu con của mình. Thì đấy người ta gọi là gì, đó là cam kết và rất là cần anh chị nhé. Cho nên ấy, khi mà anh chị đã chọn R là kết quả rồi, thì anh chị phải khẳng định đó là anh chị là rất cần và anh chị cam kết cái điều đó, chứ không phải là gì, là mong muốn. Giống như là mong muốn là có ô tô, nhưng mà anh chị lại không hành động để đạt được cái điều đó, thì đó chỉ là mong muốn thôi. Đó, tất cả những người thành công ấy, đều là những người mơ mộng, nhưng mà cái mơ mộng đó là người ta có hành động. Còn những người mà thất bại ấy, thì họ chỉ mơ mộng thôi, và họ không làm gì cả. Thì đấy cái gọi là mơ mộng áo hay là mơ mộng suông ấy, các chị nhé. Đó, và có 4 nhóm người tạo ra tiền trong cái xã hội này, và cũng có thể là các cô chú anh chị ở đây đã từng biết 4 nhóm người này rồi. Và đây là công thức của ông Robert Kiyosaki. Ông đấy phân ra là 1 nhóm người. Cái nhóm người thứ nhất là người làm công, tức là những người mà ví dụ như là anh chị đang đi làm thuê ở một xưởng may này, anh chị đang đi làm giáo viên này, anh chị đang đi làm cái nghề gì đó mà được trả lương cho anh chị ấy. Đó, thì đấy người ta gọi là nhóm đó là nhóm làm công. Đó, tức là chúng ta bỏ ra công sức lao động trí tuệ, cả từ chân tay, cả về đó, để chúng ta đổi lại một cái mức lương nào đó, thì người ta gọi là làm công, các anh chị nhá. Đó, và trong suốt hơn 14 năm qua, hơn 10 năm qua, thì tôi đã từng đi làm thuê 2 lần. Lần thứ nhất, đó là lúc đấy là tôi đang kinh doanh nhưng mà tôi nghèo quá, mà tôi không có tiền để thuê phòng trọ, mà không có tiền ăn. Thì tôi có đi thuê, tôi có đi làm ở một gọi là cái khách sạn, đến bây giờ khách sạn này vẫn còn, gọi là khách sạn gọi là Hotel A25 ở chỗ bên đường Trần Ba Đình ấy. Đó, và tôi đi làm được khoảng tầm 10 ngày tôi bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì tôi bảo là một điều là gì? Đó là nếu như bây giờ mình đang nợ nần nhiều và mình cứ đi làm thuê như này, thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình thoát được nghèo, và chắc chắn là mình cũng không bao giờ là mình giàu được. Và sau đó sau 10 ngày là tôi nghỉ. Đó, và một cái đợt nữa là mình
mình lại khó khăn quá, mình lại đi xin việc ở một cái quán Nhật ở bên chỗ là muốn muốn lên Ngọc Hân là tầm 15-17 gì đó tôi không nhớ, và tôi làm được 15 ngày và sau đó tôi cũng nghỉ đó. Và tôi bảo là một điều là mình không thể thành công nếu như mình ở một cái chế độ đó là mình cứ đi làm thuê như này. Và sau đó tôi quyết định đó là tôi bỏ việc. Và tôi khó khăn tiếp theo là từ khoảng tầm là từ tháng 6/2016 cho đến tháng gọi là 6/2018, tức là khoảng tầm 2 năm. 2 năm đó tôi cũng không đi làm, cũng không đi xin một công việc, và tôi cũng không đi làm thuê. Và đến nỗi là vợ tôi còn nản là một cái chỗ là nhẹ, bảo là anh ơi, em thấy là 2 năm qua, 2 năm rồi, gọi là hơn 1 năm nay rồi, là anh không tạo ra tiền và anh cũng không có một cái công ăn việc làm gì ổn định cả, hay là anh đi xin một công việc đi, hay là anh đi làm thuê đi đó. Và tôi nói với vợ tôi rằng đó là gì, đó là nếu như bây giờ anh mà đi làm thuê thì chắc chắn một cái khối nợ khoảng độ tầm là gần 2 tỷ của anh thì không bao giờ trả được cái nợ giả, và chắc chắn là anh sẽ không bao giờ trở thành cái người thành công giàu có như anh mong muốn. Thôi thì anh vẫn quyết định đó là anh đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Và trong khoảng thời gian đó là tôi cũng không đi làm công cho ai cả, và tôi cứ đi làm cơ hội kinh doanh hết cơ hội này cơ hội khác. Bởi tôi hiểu rằng là nếu như mình đi làm thuê cho một ai đó thì cái thời gian mình làm từ sáng đến tối nó sẽ làm cuốn trong mình vào cái công việc đó, và sau khi về nhà mình rất là mệt mỏi và mình chỉ có đi ngủ thôi, thì mình sẽ không có cái thời gian để mình suy nghĩ về việc là làm thế nào để làm giàu nữa. Và đấy là lý do tại sao là tôi không chọn nhé anh chị nhé. Và nói như vậy thì không đồng nghĩa với bảo với việc đó là anh chị đang đi làm công mà anh chị bỏ việc. Bởi vì ông lúc sau khi ông có nói là một điều đó là gì, đó là anh chị vẫn có thể giữ nguyên công việc của bản thân, nhưng mình có thể là có thêm một cái công việc gọi là kinh doanh bán thời gian, hay còn gọi là kinh doanh online, để giúp cho anh chị ở đây có thể gia tăng thu nhập. Và cái gia tăng thu nhập đó chính là cái để anh chị là mang đi đầu tư đó. Tiếp theo đó là những người tự làm chủ nhóm C, tức là họ sở hữu công việc kinh doanh riêng, ví dụ như là vợ chồng em gái tôi đi đó, là đang kinh doanh quần áo ở trên Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Và thực sự tôi là một điều là mặc dù hai vợ chồng em ấy tự kinh doanh quần áo đến bây giờ là 10 năm rồi, nhưng mà có một cái sự thật là điều đầu tiên là vợ tiền thì không có, điều thứ hai là thời gian rất là vất vả, tự mình là ông chủ và tự mình là nhân viên luôn đó. Và gần như là một điều là cũng không gọi là chỉ hơn những người đi làm công một chút, đó là thời gian được thoải mái hơn thôi, còn về vấn đề tiền bạc hay là các thứ rất là vất vả. Hoặc là có một số những anh chị ở đây, anh chị đang tự làm chủ, có thể anh chị cũng đang kiếm được tiền, thậm chí rất là nhiều tiền, nhưng mà nếu như mà anh chị rời khỏi công việc của anh chị trong vòng vài ngày là nó lại xảy ra vấn đề ngay đó. Hay là anh chị cần đi du lịch trong vòng một tuần thôi là cái cửa hàng của anh chị là đã nhồi nháo rồi, và anh chị phải ở một cái chế độ này là khi nào anh chị có mặt thì cái công việc đó nó mới tốt, doanh thu nó mới tốt. Còn khi mà anh chị vắng mặt thì cái doanh thu nó lại giảm, thậm chí là nó gọi là gì, tức là nó sập luôn. Thì đấy là những người mà làm tự làm chủ anh chị nhé. Mà tôi cũng gặp rất nhiều người đó là có thể là họ làm tự làm chủ, họ thu nhập rất tốt, nhưng mà hầu như là họ không có thời gian đi chơi, họ không có thời gian dành cho gia đình, và họ cũng không có thời gian dành cho vợ chồng hoặc là con cái của chính họ luôn đó. Cho nên là một điều là cái nhóm tự làm chủ này cũng là một cái nhóm, và một điều là gì cũng khá vất vả. Cái nhóm thứ hai đó là chủ lớn, tức là những người mà sở hữu hệ thống, những người mà gọi là doanh nghiệp thành công ấy, ví dụ như là bác Hoàng Nhật Vượng của chúng ta này, hay là chị Phương Thảo của bên Vietjet này, hay là chủ của những công ty lớn trên thế giới. Thì thực sự luôn đấy, bản thân tôi là cái người là kinh doanh đến bây giờ hơn 10 năm, nhưng mà bây giờ bảo cho tôi là tự mở ra một doanh nghiệp riêng ấy, thì tôi cũng không dám khẳng định là mình có được không hay không. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là khó khăn đó. Và tôi rất là khâm phục đối với những chủ doanh nghiệp lớn, những cái người mà thành công từ doanh nghiệp truyền thống, những cái người mà ở đây mình không nói là về tiền anh chị nhé. Tiền thì tất nhiên là khi họ thành công thì họ rất là nhiều tiền rồi, họ có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, hoặc hàng vài chục hàng tỷ. Và tôi rất là khâm phục những người này, và đấy là lý do tại sao ở Việt Nam của chúng ta tôi rất gọi là thần tượng, đó là bác Hoàng Tiền Vượng. Đó là một cái người mà không những thành công về tiền, về doanh nghiệp, mà bác ấy còn mang lại cái giá trị rất là tốt đẹp cho Việt Nam của chúng ta. Thì tôi rất là khâm phục với những người như thế. Và tất nhiên là một điều là để cho tôi có thể làm được như họ không, thì tôi xin nói rằng một điều là khả năng cao là tôi không làm được như thế.
bây giờ mở ra một cái doanh nghiệp để anh chị điều hành thì khả năng là anh chị cũng rất là khó để anh chị là gì có thể thành công được, đúng không anh chị? Và cái nhóm thứ tư ở đây là đỉnh cao của cuộc sống, đỉnh cao của tự do, đỉnh cao của cái việc đó là dùng tiền để ra tiền, đỉnh cao của cái việc đó là bóc tiền làm việc cho mình, và đỉnh cao của đó gọi là tự do tài chính, đó là chúng ta hay đầu tư. Trong cuốn sách dạy con làm giàu ấy, thì ông cha giàu ông còn nói với ông Robert Kiyosaki này là như này: con phải tìm tìm ra hai công việc. Công việc thứ nhất đó là công việc dành cho con, công việc thứ hai đó là công việc dành cho tiền của con. Thế thì ông Robert Kiyosaki nghĩ ngạc nhiên là công việc dành cho con thì con hiểu, nhưng mà công việc dành cho tiền của con là gì hả bố? Thì ông ấy có nói là một điều là công việc dành cho tiền của con ở đây nghĩa là gì? Tức là con phải mang tiền đi đầu tư và đồng tiền sẽ làm việc cho con đó. Còn nếu như con chỉ làm việc bằng chân tay của con, bằng tư duy trí tuệ của con, thì con sẽ không bao giờ trở thành một người giàu có thực sự, và không bao giờ con trở thành một người tự do tài chính. Tất cả những người tự do tài chính hay giàu có đều là những người đã đang tìm kiếm công việc cho đồng tiền của họ. Ví dụ anh chị đang có tiền dư là 100 triệu, thì anh chị phải tìm cách đó là mang 100 triệu này đi làm việc để cho ra 200 triệu, 300 triệu, 1 tỷ hay thậm chí nhiều tỷ hơn nữa. Thì đấy người ta gọi là công việc của tiền. Mình đã có công việc của riêng mình thì mình cần phải có công việc là của tiền nữa anh chị nhé. Đó, thế thì người giàu và người nghèo thì giống và khác nhau là như thế nào? Đó thì người giàu thì họ luôn ở chế độ đó là họ sẽ đó là gì, đó là họ kiếm tiền, sau đó họ tiết kiệm và sau đó họ đầu tư vào tài sản đó. Tuy nhiên người nghèo thì họ lại làm khác, đó là họ kiếm tiền, họ sẽ chi tiêu từ trước và họ sẽ để ý đến vấn đề tiêu xài nhiều hơn. Và tôi lấy ví dụ như là trong gia đình của mình thôi, giống như là câu chuyện là của bố tôi cũng vậy, đó là bố tôi cũng là một người có thu nhập cao của hơn 10 năm về trước, nhưng mà khi mà bố tôi mất tiền thì bố tôi lại dùng vào việc tiêu tiền trước á. Đó, ông sẽ mua sắm những thứ mà ông biết đó, và đấy người ta gọi là tiêu xài đó. Còn khi mà sau này khi mà tôi hiểu được rằng một điều là mình thì bố mình cũng đã từng kiếm được rất nhiều tiền mà đó, thế tại sao mình vẫn thấy bố mình đó là không phải là những người giàu có và không phải là người thành công? Thì sau đó là tôi tự nhìn vào bố tôi và sau đó ra bên ngoài học hỏi từ những người xung quanh, thì mình có một cái sự đối chiếu hay còn gọi đó là tổng quát bản thân. Và sau đó mình là những cái người thành công đó là người ta kiếm được tiền không quan trọng là nhiều ít, nhưng mà việc đầu tiên của họ là tiết kiệm trước đó, sau đó là dùng cái tiền tiết kiệm này để đầu tư tài sản như đất, như vàng hay là như cổ phần cổ phiếu chẳng hạn. Nhưng mà người nghèo thì họ sẽ là gì, làm ngược lại. Hay là người nghèo, người giàu thì họ rất là đơn giản, họ cuộc sống họ mua những thứ cần thiết thôi, điện thoại thì đôi khi là không cần, chạy theo mốt, quần áo thì vừa phải, vài trăm nghìn, 1-2 triệu là dùng được rồi. Nhưng mà đôi khi người nghèo thì có khi là thu nhập 5 triệu một tháng, nhưng mà sẵn sàng đó là mua iPhone trả góp, iPhone 12 trả góp, bảo gọi là đầu tư vào một cái điều gì đó 1.000 đô thì lại không dám đầu tư đó. Thì đấy là một trong những việc đó là tư duy của người nghèo, đó là mong muốn là thỏa mãn cuộc sống sớm nhé anh chị nhé. Giống như mình hay gọi này, hay gọi ở đây gọi là gì, đó là dậy thì sớm đó. Con gái mà dậy thì sớm là sau này sẽ rất là sống, nhưng mà dậy thì đúng hoặc là đúng theo quy trình của một người phụ nữ thì chắc chắn là sau này mọi cơ chế hoạt động từ sinh lý, từ nội tiết, mọi thứ sẽ rất là tốt. Cho nên là bây giờ mới có tình trạng đó là rất nhiều gọi là trẻ con có 10 mấy tuổi thôi, thậm chí là 12-13 tuổi thôi, nhưng mà cũng ở chế độ là dậy thì rồi. Thì đấy là một trong cái gọi là gì, là rất là nguy hiểm. Thế thì người giàu là người luôn luôn gọi là tập trung đó là gia tăng tài sản, còn tất cả những người mà không thành công thì mong muốn là gia tăng thu nhập. Ví dụ anh chị đang làm công việc là đang làm 10 triệu một tháng, ví dụ là như thế đi đó, và anh chị mong muốn là tìm thêm một công việc thứ hai để kiếm thêm là 5 triệu một tháng, thì đấy người ta gọi là gì, đó là gia tăng thu nhập. Còn nếu như mình có tư duy đó là mình là mong muốn đó là mình gia tăng tài sản, là ví dụ là như này, đặt mục tiêu là mỗi năm là anh chị sẽ gọi là mua thêm được gọi là bao nhiêu cây vàng, ví dụ như là 2 cây vàng, thì đấy liên quan là tài sản. Hoặc anh chị đặt một cái mục tiêu là cứ 2 năm hoặc là 3 năm một anh chị mua được một cái mảnh đất là 200 triệu hay là 500 triệu chẳng hạn, thì đấy người ta gọi là gì, đó là tập trung vào gia tăng tài sản chứ không tập trung vào thu nhập anh chị nhé. Đó, và ở đây thì có một cái phần đó là liên quan đến bí quyết quản lý tiền thông minh. Thì ở đây cả nhà
nhà cũng nhìn thấy cái hình ảnh ở trên đây rồi đúng không? Đó. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì nếu mà gọi là theo cái công thức này thì nó là một công thức mà tôi thấy là một điều đó là khó thực hiện. Bản thân tôi thì cũng chưa thực hiện theo cái quy tắc gọi là sáu lọ này bao giờ. Tôi đã từng thử làm nhưng mà sau đó mình khi mình làm xong thì mình đều bị gọi là đập vỡ các lọ hết. Đấy, không biết là anh chị đã từng thử chưa, nhưng mà tôi thử 3 lần trong quá khứ và không có lọ nào tồn tại cả, và chỉ được có tầm tháng 2 tháng thôi là lọ nào cũng phải chế độ nó sập cho vỡ luôn, và sau đó moi hết toàn bộ số tiền đó ra. Và sau này tôi đặt ra câu hỏi là chả lẽ công thức này sai hay là mình sai. Thì ấy, sau này mà khi mà trở thành luôn và tư duy về tài chính tốt rồi thì tôi thấy một điều là nhẹ. Giả sử bên thu nhập của anh chị là 10 triệu một tháng, anh chị sống tại Hà Nội, nếu như anh chị chia theo cái công thức này là 55% chi tiêu cần thiết là 5,5 triệu một tháng, thì xin lỗi với anh chị là một điều là hơi khoai đấy, hơi khoai đấy. Ví dụ bây giờ một đôi vợ chồng cũng cho là hai vợ chồng là 10 triệu nhân đôi lên là 20 triệu, mà bây giờ là 55% là khoảng tầm bao nhiêu, đó là 11 triệu. Thì tôi thấy là một điều là 11 triệu này, ví dụ như thuê nhà này, thuê nhà bây giờ là mỗi một gia đình mà có một vợ một chồng và 2 đứa con thì cũng phải một cái căn mini mà gọi là một phòng ngủ một nhà vệ sinh ở trong đất Hà Nội thì nó phải tầm 3 triệu một tháng đúng không, hoặc là thậm chí là 5 triệu một tháng cũng là như thế. Thì năm riêng cái tiền thuê nhà là đã chiếm mất một nửa là 50% của 11 triệu là 5 triệu rồi, điện nước đúng không, chưa kể xăng xe, ăn thì ăn cái gì nhỉ đúng không nhỉ, đó còn chưa kể sữa bị rồi ốm đau rồi thế này thế đó. Thì tôi thấy một điều là khá khó, mà tôi rút ra một cái tin gọn ở đây là như này nhé anh chị nhá, một cái rất là tin gọn luôn. Giả sử bây giờ thu nhập của cả hai vợ chồng là 20 triệu một tháng, anh chị cứ làm theo cái công thức này tôi nghĩ là ổn này, là không cần phải nhiều lọ đâu, anh chị chỉ cần có một lọ duy nhất thôi. Đấy, ví dụ như là một số bạn thì đưa ra là 3 lọ đúng không, nhưng với cá nhân tôi là như này, bình thường ấy, là có khoảng tầm 2 lọ. Cái lọ cái đầu tiên là quan trọng nhất mà mình phải làm đầu tiên, đó là trích 20%, tối thiểu là tầm 20% ở trong cái số từ 20 triệu đó, tức là 4 triệu đó chỉ dùng để đầu tư, còn lại thì anh chị có thể là chi tiêu liên quan đến gọi là đi học hay là ăn cơm hay là thuê nhà hay là ABC gì đấy. Tôi thấy như thế rất là gọn nhẹ. Và một cái điều nữa tôi phát hiện ra đó là thu nhập mà thấp anh chị rất khó chia theo 6 cái lọ này, mà muốn chia theo 6 lọ này thì anh chị chỉ làm cách duy nhất thôi, đó là giao ra thu nhập. Bình thường thu nhập của hai vợ chồng là 20 triệu một tháng, vậy thì anh chị làm sao để làm gia tăng lên là 10, 30 triệu, 40 triệu, thậm chí 50 triệu một tháng, thì khi đó là cái sự phân chia của anh chị ấy, nó sẽ được gọi là tốt hơn trong cái quy trình là quy trình 6 lọ này đó. Cho nên là ông Đỗ Kisaki ông có dạy một điều là như này này, là nếu như ấy, tức là có 2 cách để bạn có thể là gọi là gì, tự dưng không nhớ được ý ông ấy nói là có 2 cách để anh chị gọi là sử dụng trong cuộc sống của mình. Cách thứ nhất đó là anh chị giảm chi tiêu đó, cách thứ hai đó là gia tăng thu nhập. Thì ông ấy nói ra một điều là trong 2 cách này thì cái cách đầu tiên là giảm chi tiêu ấy, có giảm chi tiêu nhưng mà chỉ giảm chi tiêu tạm thời thôi chị nhé. Anh chị mà giảm chi tiêu gọi là trong một thời gian dài ấy, là thực sự là anh chị sẽ rất là khó chịu. Tôi lấy ví dụ về bản thân tôi là như này, lúc mà tôi khó khăn không có tiền ấy đó, thì tôi hay ở một chế độ là ví dụ hôm nay, ví dụ là tháng này, ví dụ như là hôm nay là tôi phải trả nợ ai đó là 1 triệu đồng đi đó, mà tôi kiếm được số tiền đó là 1 triệu trong ngày hôm nay. Vậy thì rất nhiều người ấy, ở một cái chế độ nó là sẽ mang 1 triệu này là đi trả nợ một phát này hết đó. Nhưng mà tôi thì làm cách khác, là từ ngày hôm nay tôi kiếm 1 triệu và tôi biết rằng là tôi phải trả nợ 1 triệu này, tuy nhiên tôi sẽ không trả hết đó là 1 triệu này, mà tôi sẽ mang đi trả khoảng tầm 600.000 thôi. 200.000 thì tôi cất dự trữ, còn 200.000 ấy là ví dụ là nhảy là hôm nay tôi đi qua chợ tôi nhìn thấy một con gà mái tơ nó hơn 1 cân nó rất là ngon, mà tôi quyết định là tôi trích 200.000 để tôi mua con gà về để tôi ăn. Thế thì khi mà tôi làm như vậy thì tôi thấy rằng là điều đầu tiên là mình rất là thoải mái chị nhá, rất là vui, cái tâm trí của mình nó rất là vui, bởi vì là tâm trí của mình nó bảo là một điều là tôi đã giúp cho ông là kiếm được 1 triệu ngày hôm nay rồi, vậy mà tôi thích ăn gà mà ông lại còn không chịu mua cho tôi ăn, ông còn mang 1 triệu ông đi trả nợ hết, thì tôi rất là ức chế ông, mà tôi ức chế ông quá tôi đã gây ra xung đột ở trong nội tâm của ông.
chị và đúng như ở cái việc này này là anh chị hãy tập trung là đầu tư chứ đừng tập trung cho tiết kiệm. Ai đó mà tập trung cho tiết kiệm thì mình sẽ sống sẽ rất là khổ. Ai bởi vì sao? Bởi vì anh chị nên nhớ là ví dụ như ở Mỹ là khi mà anh chị gửi $1,000,000 trong ngân hàng là anh chị chỉ được trả tầm đó là 3% một năm thôi. 3% mà tính ra khoảng tầm là 30,000 đô. 30,000 đô phải chia cho 12 tháng thì nó khoảng độ tầm là gì? Là 2,500 đô một tháng. Ôi chị ơi ạ, có 1,000,000 đô để trong tài khoản ngân hàng. Vậy mà chỉ được có 30,000 đô nào một năm, 2,500 đô một tháng. Thì thực sự nó là một điều nào? Cuộc sống như vậy nó không thịnh vượng. Mặc dù người đấy là triệu phú đô la, cũng 1,000,000 đô gửi trong tài khoản. Đó, vậy thì thay vì mình chỉ nghĩ rằng nó là mang 1,000,000 đô mình đi gửi từ ngân hàng, thì mình hãy chỉ phép làm sao đó là gì? Ok, 300,000 đô, 500,000 đô mình gửi ngân hàng cũng được, còn mình phải mang 500,000 đô đi mình đi đầu tư chứ, đầu tư bất động sản hay là đầu tư cổ phần chẳng hạn, kiểu kiểu nói như thế nên chị nhé. Đó đấy, tiếp theo ở đây đó là đấy, bí quyết thành công ở đây là gì? Đó, có ba cái bí quyết thành công ở đây dành cho anh chị. Cái điều đầu tiên ở đây đó là chúng ta muốn trở thành người như thế nào. Anh chị có bao giờ quan sát người thành công không? Anh chị có bao giờ nhìn những người thành công không? Và anh chị có bao giờ mong muốn trở thành giống như họ hay không? Và ở ở trong ở nói chung ấy, có rất có một số người rất là xấu tính, là nhìn thấy người ta đi ô tô thì sinh ra ghét, nhìn thấy người ta giàu cũng sinh ra ghét, và nhìn thấy người ta ăn mặc đẹp nhìn vào cũng ghét. Vậy thì anh chị ạ, anh chị không bao giờ trở thành một người mà anh chị ghét. Anh chị muốn giàu đúng không? Anh chị muốn có ô tô đúng không? Anh chị muốn ăn mặc đẹp, anh chị muốn là một người nhiều tiền. Vậy mà anh chị còn ghét những cái người như thế thì làm sao mà anh chị trở thành những người như thế được? Thì chúng ta phải ngưỡng mộ những người như thế. Ví dụ khi mà anh chị đi ra ngoài đường, anh chị nhìn thấy một xe ô tô đẹp, và cái xe ô tô đó người ta trang trí về hoa cưới, và chúng ta nhìn vào chúng ta biết được rằng một điều là gì? Đây là xe chở cô dâu chú rể đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Như tôi thì khi mà tôi nhìn thấy cái điều đó thì tôi hay mắc câu ra khỏi miệng, đó là gì? Đó là chúc hai người hạnh phúc, hay là chúc hai người sống trong sống đến tận già hả? Và cái câu hay ngắn gọn đó là chúc hai người hạnh phúc. Vậy tại sao tôi làm cái điều đấy? Bởi vì tôi cũng muốn người hạnh phúc mà, đúng không? Thì mình nhìn thấy cái điều đó mình phải vui cho người ta chứ. Tự dưng nhìn thấy cái điều đấy thì bảo là một điều là thì vui rồi ơi, nhìn chung cưới vui thế này thôi, chả biết này làm cái gì. Xin lỗi là một điều là anh chị không bao giờ đại gì anh cũng được, kể cả anh chị đã từng chia tay một người vợ hoặc một người chồng nào đấy, nhưng mà khi anh chị nhìn thấy một cái đôi cô dâu chú rể mà người ở người ta ở trong xe ô tô đấy thì anh chị phải chúc phúc cho người ta trước, thì sau này anh chị sẽ tìm được người thứ hai tốt hơn, mà anh chị là gì sẽ hạnh phúc hơn. Chứ anh chị lại bảo một điều là gì, ôi rồi mới đầu thì đẹp lắm nhưng mà sau này chắc gì đã ra gì cả. Thì xin lỗi là một điều là anh chị không bao giờ có một tinh thần tốt mà anh chị không bao giờ được hạnh phúc đâu. Đó, cho nên là chúng ta muốn được như thế nào thì chúng ta hãy chúc phúc và ngưỡng mộ những người khác như thế. Nghe chị nhá. Đó, mình phải chúc, mình thấy những người người ta thành công thì mình chúc phúc cho họ chứ. Ôi, chúc mừng anh. Anh rất là tài giỏi, anh rất là thông minh. Tôi mong muốn rằng là tôi sẽ được như anh. Tôi hoan hỉ những điều anh làm được. Và tôi cũng hoan hỉ rằng là tôi sẽ làm được những điều như thế. Thì có phải là năng lượng của anh chị tốt không? Chứ mà nhìn thấy những người người ta giàu có thành công sinh ra là buồn, thằng này chắc buôn ma túy, thằng này chắc ăn cướp, thằng này chắc là bố nó làm này làm nọ, hoặc là thằng này chắc là gọi là gì giàu trong trứng, nói chung là rất nhiều yếu tố khác nhau. Và anh chị phải nên nhớ là khi anh chị gặp một cái người thành công, anh chị thường suy diễn đó là họ có cái đó bằng cách nào hay là như thế nào. Đừng nghĩ rằng là họ buôn cái này buôn cái kia không hợp pháp, mà anh chị hãy ngưỡng mộ họ trước kia đi. Hãy nói rằng đó là họ rất là giỏi, họ mới làm được cái điều đó. Mà tôi mong muốn rằng là tôi có cái trí tuệ giống như họ để tôi đạt được như họ. Thì đấy là việc mà là chúng ta muốn trở thành một người như nào nhé anh chị nhá. Và anh chị cũng muốn trở thành một cái người giàu có không? Anh chị có muốn là mình là một người cha tốt không? Anh chị có muốn là mình là một cái người mà được mọi người gọi là ngưỡng mộ và tán thưởng hay không? Thì anh chị hãy viết ra những cái điều mà anh chị muốn thì và sẽ thực hiện theo cái mong muốn đó. Thì tôi tin rằng là có thể một ngày nào đó không nhanh thì chậm anh chị sẽ đạt được. Và thứ hai đó là ai là hình mẫu trong những người đó, anh chị phải có một cái hình mẫu của anh chị nhé. Đó, ví dụ như là trong cái
kinh doanh thì ở Việt Nam thì hình mẫu của tôi là bác Phạm Nhật Vượng, còn ở thế giới thì hình mẫu của tôi là vừa là tỷ phú vừa là cựu tổng thống, đó là ông Donald Trump. Thì đấy là hình mẫu của tôi. Hay là trong cái ngành nghề đầu tư của tôi, ví dụ trong ngành nghề đầu tư về tiền điện tử hay là ngành nghề về crypto, thì tôi có ngưỡng mộ một em là sinh năm 1995, em ấy rất là giỏi, mặc dù là tôi nhiều hơn em đấy là 8 tuổi, 7 tuổi, nhưng mà vì em đấy là một cái người mà có nhiều triệu đô la, cho nên tôi rất là ngưỡng mộ về cái khả năng tài giỏi của em ấy, và tôi coi em ấy là một cái người hình mẫu lý tưởng trong ngành nghề đầu tư tiền điện tử đó. Và với tôi thì hình mẫu của tôi thì không quan trọng là người đó là nhiều tuổi hay ít tuổi, thì bởi vì với tôi tuổi tác nó chỉ là con số, và cái quan trọng nhất ở đây đó là cái tài năng của họ, cái trí tuệ của họ và cái tâm cái đức của họ, và cái đấy là cái điều quan trọng. Họ chỉ sinh năm 95 cũng được, họ sinh năm 2000 cũng được, nhưng mà họ giỏi ở cái lĩnh vực mà tôi mong muốn được giỏi như thế thì tôi sẽ coi họ là hình mẫu của tôi và tôi sẽ học hỏi như thế nhé chị nhé. Hay là trong lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp đầu tư thành công thì tôi có hình mẫu của tôi đó là anh Triệu Tâm đó, thì đấy là một trong cái gọi là hình mẫu của tôi chẳng hạn ở trong ngành nghề liên quan đến đầu tư cổ phần doanh nghiệp tiềm năng đó. Thì anh chị hãy nhớ rằng đó là gì, đó là chúng ta phải có một hình mẫu nào đó. Nếu như anh chị muốn trở thành một người cha tốt hoặc một người mẹ tốt thì anh chị cũng nên chọn cho mình một cái người hình mẫu là một người cha tốt hoặc một người mẹ tốt đó. Tức là anh chị muốn trở thành một cái người nào đó tốt ở một lĩnh vực nào, anh chị hãy chọn cho mình đó một cái hình mẫu. Và trong NLP của tôi học người ta gọi là mô phỏng, tức là gì, đó là mình sẽ mô phỏng những gì mà người thành công họ làm đó. Người thành công họ dậy sớm từ 5 giờ để họ đọc sách để họ làm việc thì tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng đó. Hay là họ có tư duy tích cực, tôi không có tư duy tích cực. Hay là họ rèn luyện thể dục thể thao để sức khỏe của họ tốt, để năng lượng của họ tràn trề thì tôi cũng rèn luyện thể dục thể thao, cũng như tập tành bình thường, thì đấy là một trong cái người ta gọi là hình mẫu. Hay là thứ ba ở đây đó là gì nữa, vậy thì công thức hay là công cụ cho họ đi đến thành công là gì đó, thì chúng ta sẽ ở đây đó là cái công thức để dẫn đến thành công của người thành công ở đây là gì, đó là họ có can đảm này, họ có tham vọng và họ đi ngược so với đám đông đó. Và những cuốn sách mà anh chị nên đọc và nên tìm hiểu ở đây thì ví dụ như là cuốn Người giàu có nhất thành Babylon này, hay là cái cuốn sách gọi là Nghĩ giàu và làm giàu. Bản thân tôi thì đã từng đi học rất nhiều khóa học từ kinh doanh, từ bán hàng có rất là nhiều, và học cả về đầu tư tài chính nữa, học từ những người gọi là triệu phú của Anh Quốc học hết rồi. Nhưng mà nói thật sự luôn là để tôi có cái tư duy tài chính tốt như bây giờ và thành công gọi là hiệu quả như bây giờ ấy, thì không phải là ở cái khóa học đó, mà cái mà giúp tôi có tư duy tốt như bây giờ và trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, là do tôi tập trọn bộ là 13 cuốn sách về con làm giàu, và trong đó có cả cuốn gọi là Nghĩ giàu làm giàu này. Nếu như anh chị đọc sách của ông Rocky sau khi 13 tập đó, anh chị nhai đi nhai lại tốt kiểu 3 lần thì chắc chắn là anh chị sẽ ngấm đòn cực kỳ kinh khủng luôn, cực kỳ là ngấm đòn. Và khi mà anh chị đọc rồi thì điều đầu tiên anh chị sẽ thấy hay, nhưng mà khi mà anh chị thấy hay thì anh chị sẽ không làm theo đâu, anh chị sẽ làm ngược lại những điều mới dạy. Và cho đến khi nào anh chị thất bại thì anh chị mới thấy là những cái lời nói đó là đúng. Tôi lấy ví dụ là nhẹ, năm 2016 là lúc ấy là tôi đang rơi vào một cái tình trạng nó rất là khó khăn về tiền, và lúc ấy tôi vẫn đi ô tô anh chị nhé đó. Và hôm đấy là tôi đưa cháu đi bệnh viện, và trong quá trình mà đang chờ cháu ở trong viện thì tôi ngồi trong xe, tôi bật cuốn sách nói liên quan đến là vậy thì con làm giàu, thì có một cái cuốn nó không nằm trong cái cuốn đó mà nó có một cuốn khác ngoài này, mà cuốn này là cuốn tôi phải cảm nhận là cực kỳ là hay, đó là cuốn Lợi Thế Bất Công. Thì trong cái cuốn Lợi Thế Bất Công này cũng cái đoạn này nhỉ, để trở thành một người giàu có đã khó, nhưng cũng được cái sự giàu có đó càng khó hơn. Và sau đó tôi lại từ câu nói đó tôi đi ra là có ô tô thì rất là dễ, nhưng mà để có tiền đi ô tô giữ được ô tô là một cái điều cực kỳ khó. Từ từ không hiểu tại sao trong đầu mình lúc đó gọi là phát minh ra một câu nói rất là tuyệt vời, và sau đó nó ăn đến mình luôn, đó là cái ô tô đang đi thì phải mang đi cắm để lấy tiền là gì, là kinh doanh. Và tôi nhớ là tôi phải cắm lấy ô tô là mất một năm rưỡi,
giờ đã khó, nhưng giữ vững được sự giàu có lại càng khó hơn. Mà cái việc mua ô tô cũng là như vậy thôi. Mua ô tô có dễ không? Dễ mà. Anh chị bây giờ chỉ cần có 70 triệu hoặc là 100 triệu, anh chị có thể mua được một ô tô mới ngay. Nhưng vấn đề là anh chị có nuôi được nó hay không? Anh chị có giữ được nó hay không? Anh chị có duy trì được nó trong vòng 3 năm đến 5 năm hay không? Đó mới là một cái điều khác biệt. Còn những cái người mà một năm mà thay xe 3 lần thì tôi đánh giá không cao. Bởi vì là một là đi thuê, hai là sau khi nào mua xong không dùng được lại bán. Cho nên là tôi không đánh giá cao những người mà thay đổi xe liên tục, mà tôi chỉ đánh giá cao những người mà có thể người ta có một cái ô tô nhưng người ta đi dài trong vòng 3 năm, 5 năm, 7 năm mà họ vẫn yêu con ô tô đó, tài chính của họ đi lên, tài sản của họ đi lên, thì tôi đánh giá những người đó là những người rất là cao. Còn những người mà gọi là thay xe máy liên tục hoặc là thay ô tô liên tục thì chưa chắc đã là một cái người gọi là gì, là tư duy về tài chính tốt nhé anh chị nhé. Đó, và cái thần tượng kiếm tiền số 1 của tôi là ai, thì đó chính là ông Warren Buffett. Thì không biết anh chị có biết không, ông này thì hiện tại đang nằm trong gọi là top 1 trong 5 người giàu nhất thế giới hiện tại, và ông ấy đã từng giữ vị trí đó là người giàu thứ 2 thế giới trong rất nhiều năm, và ông ấy được coi đó là nhà đầu tư huyền thoại số 1 trên toàn thế giới cho đến tận bây giờ. Và hiện tại thì ông vẫn đang còn sống, mà ông tài sản của ông tăng lên rất là nhiều. Thì năm 1956, tôi nhớ không lầm, là lúc đó ông ấy có 11 tuổi hay là 16 tuổi, là ông ấy đã bắt đầu đầu tư cổ phần là với 100 đô la đầu tiên. Và 100 đô la này ông ấy có, và bên kia có là ông ấy đi bàn báo nhé anh chị nhé. 11, 16 tuổi là đã đầu tư 100 đô la vào cổ phần doanh nghiệp rồi. Đó, trong khi đó rất nhiều anh chị em ở đây, cô chú ở đây, là nói đến đất thì ai cũng biết, nhưng mà nói đến cổ phần cổ phiếu là cảm giác là giống như là một cái điều gì đó nó rất là nặng nề, mà nghe nó cảm giác là có ý nghĩa. Đó, nhưng mà ông ấy đã đầu tư từ năm 11 hay là 16 tuổi rồi. Đó, và năm 1986, tức là khoảng 30 năm sau, thì là tài sản của ông ấy lên là 25 triệu đô. Và đến năm tháng 3 năm 2021 vừa rồi thì ông ấy đạt tổng tài sản là 100 tỷ đô. Và bây giờ ông ấy là khoảng độ tầm tôi không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu tuổi, nhưng mà như là 70 hay 80 tuổi gì đó. Tức là khi mà ông ấy càng nhiều tuổi thì số tiền của ông ấy càng ngày càng tăng lên. Trong khi đó rất nhiều người nó đạt tuổi càng cao thì tiền càng không có. Ví dụ như là chăm sóc cho bản thân, đi bệnh viện, dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ là không có. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái tư duy tốt ngay từ bây giờ, để sau này càng già càng nhiều tiền, chứ không phải là càng già càng ít tiền hoặc là không có tiền. Và lúc đó là phụ thuộc vào con cháu thì mệt. Đấy, với quan điểm cá nhân của tôi đó là gì, đó là sau này lớn lên hai con tôi đi đâu, đi châu Âu, đi nước ngoài hay là đi đâu tôi không biết, nhưng mà miễn làm sao là các cháu trở thành một người mà gọi là có tâm có đức, luôn luôn giúp đỡ cho xã hội. Tức là tôi không quan trọng là sau này con tôi có ở lại với tôi hay không, mà tôi chỉ quan tâm rằng đó là sau này các cháu có trở thành những cái người tốt và làm được nhiều việc ích có xã hội cho hay không. Và tôi cũng không cần đó là các cháu phải lo lắng cho tôi về vấn đề tài chính, bởi vì tôi tự tin rằng là tôi sau này khi mà tôi về nhà khi về già là tôi đủ tiền để tôi sống cho đến lúc gọi là toi lở đó. Thế thì anh chị ở đây cũng như thế đấy, luôn luôn cố gắng làm sao đó là mình cần phải có tư duy đầu tư tốt, kinh doanh tốt, để chúng ta có thể tạo ra tiền và chúng ta có thể tự nuôi sống bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nên chị nhá, người ta có một câu đó là gì, đó là bố mẹ nuôi con thì dễ, nhưng mà con mà nuôi bố mẹ là kể công kể tỏi hoặc là ABC, ABC rất nhiều vấn đề. Thì ở đây bản thân tôi là cũng làm con, và bản thân tôi cũng đang làm người cha của hai đứa con. Thì tôi hiểu được rằng là gì, đó là mình ấy mình hiểu được cái tâm trạng hay là cái câu nói của các cụ mà đó. Cho nên là tôi luôn luôn mong muốn là gì, đó là mình trở thành một người thành công, để sau này khi về già là mình không phải là đi phụ thuộc vào ai, đặc biệt là con cái, thậm chí mình còn có nhiều tiền để làm từ thiện hay là phục vụ cho xã hội đó. Và ông Warren Buffett này có một câu nói rất là hay là như này, đó là trong khi người khác đang tìm kiếm một công việc để gia tăng thu nhập, tôi chẳng làm gì cả. Việc duy nhất tôi làm là dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng. Đó, thế sau một thời gian tôi trở nên giàu có, còn họ thì không. Tức là ý ông nói rằng một điều, đó là ông ấy không tập trung cái vào việc
lương của mình để đi đầu tư vào những thứ có tiềm năng. Giống như là anh chị mua một cái mảnh đất nào đó, mà khi mà anh chị mua mảnh đất đó chẳng hạn, nhiều người họ bảo là một điều là không an toàn, không có lợi nhuận, hoặc là ABC, nhưng mà anh chị quyết định là anh chị mua chẳng hạn đó, và sau một thời gian 2 năm, 3 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm thì tự dưng là ở những cái chỗ đó là có các dự án đi qua thì anh chị thành công. Ví dụ như năm 2014, rất nhiều người mua đất ở Phú Quốc, họ giàu có và gia tăng tài sản gấp 5 lần, 10 lần, thậm chí 20 lần chỉ vì một cái việc đó là họ mua đất Phú Quốc khi mà mọi người ở một cái chế độ đó là bảo là tại sao lại mang tiền vào một cái chỗ gọi là đảo hoang vu mà mua đất ở đó. Nhưng mà những người người ta có tầm nhìn ấy, thì người ta sẵn sàng người ta mua, bởi vì ở bên nhà ngoại của tôi ấy, tức là cách nhà tôi khoảng độ tầm ở dưới quê nó khoảng độ tầm là một cây rưỡi, thì là có hai người điển hình. Một người đó là chú thôi, tức là chú là đấy gì thôi ấy. Và một cái người mà tôi gọi bằng cậu đó, thế thì hai người này là cùng bàn nhau đó là đi mua đất ở trong Phú Quốc. Trước năm 2014 là cùng bàn nhau là đi mua đất ở Phú Quốc. Tuy nhiên thì đến sau khi ra quyết định thì cậu tôi là đầu tư mua đất ở trong Phú Quốc là 3 tỷ. Còn chú tôi thì lại là không đầu tư, bởi vì thấy bảo là người đất ở trong đấy xa quá mà mình không không gì cả, tôi mua đất ở gần đây tôi cũng được. Và hình như là tôi nhớ không làm, hình như là chú ấy còn không cả đầu tư đất thôi. Và sau này khi mà cậu tôi ấy, thì là 3 tỷ đấy là cậu ấy bán được thành đó là 30 tỷ. Và trong khi chú tôi ấy, thì cái số tiền đáng lẽ ra ngày xưa đầu tư 1 tỷ ở trong Phú Quốc đó thì chú tôi lại làm được gì, lại tiêu đi hết rồi. Và đấy là câu chuyện của hai người trong họ, gọi là một thật 100% luôn đó. Và sau này khi mà cậu tôi ấy, bán từ 3 tỷ đến 30 tỷ rồi ấy, thì chú tôi mới bảo là một điều là giá như ngày xưa mình cũng mua đất ở đó nhỉ, và cái công mà giá như giá mà hay là thiết thế thì hầu như là người nghèo hay nói cái điều đó, đúng không ạ? Thiết thế thì tôi đã giàu. Hoặc là bây giờ về quê chị hay để ý một số những người con trai hư hay hay gặp anh chị bảo là như này này, anh nói thật với chú nhé, đáng lẽ ra là anh có nhiều tiền như chú, anh mà không ăn chơi thì anh còn nhiều tiền hơn chú. Cái câu nói đấy thì thực ra là mình nghe xong thì mình chỉ cười trừ bảo vâng ạ, mình cứ động viên là vâng ạ, đúng thật, anh mà không chơi bời thì anh giờ anh còn giàu hơn em. Nhưng mà đó chỉ là một cái lời biện minh cho con người ta mà thôi. Đấy, anh mà không chơi bời anh nói là với chú, anh mà không thua lỗ, anh mà không chơi đề hết 2 tỷ thì giờ anh có rất nhiều tiền. Nhưng mà khổ lỗi là những ông đấy chả bao giờ có 2 tỷ để chơi đề hết, ông mới chơi đề chắc tối đa 200 hoặc 20 triệu. Nhưng mà chẳng qua là ông toàn vay mượn đi ăn chơi, ông khoe khoang khoe mẽ, cho nên là lãi mẹ để lãi con thì nó nợ lên số tiền đó thôi, chứ làm gì ông có tiền 2 tỷ mà ông chơi đề. Cho nên anh chị phải nên nhớ là một điều là đấy là những cái câu nói của những cái ông anh gọi là mắc bệnh gọi là hoang tưởng đó. Cho nên anh chị em phải nên nên nhớ là một điều là gì, đó là đừng có biết thế, đừng có giá như, đừng có mở giá mà. Nói chung là cái câu chuyện đấy là câu chuyện gọi là phổ biến rồi, mà chúng ta một người thành công người ta không nói hết, người ta sẽ sau khi như vậy người ta sẽ rút ra bài học của mình, chứ người ta không đổ lỗi là như vậy. Hay là thần tượng kính nhà số 2 của tôi là ai, là ông Robert Kiyosaki ở đây mà cũng kể với các anh chị rất là nhiều rồi. Thì ông có một cái câu nói rất là hay là như này, đó là thế giới này có rất nhiều vấn đề, chỉ cần giải quyết được một cái nào đó đủ lớn thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả các tỷ phú, triệu phú đô la đều nhờ vào việc tự giải quyết vấn đề hoặc tài trợ cho người có văn minh giải quyết được vấn đề đó. Thế thì ví dụ là một điều là như này, nếu mà anh chị ấy mà gọi là không có khả năng tạo ra một cái công ty lớn giống như là bác Hoàng Đình Vượng chẳng hạn, đúng không, thì anh chị chỉ cần làm cái việc đó là anh chị tài trợ tiền cho tập đoàn, cho công ty của bác Vượng để bác Vượng ăn lên làm ra thôi. Ví dụ là công ty VinFast chẳng hạn, thực ra là VinFast là họ không huy động từ cá nhân nhỏ lẻ mà họ huy động từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Nhưng mà nếu mà họ huy động cá nhân nhỏ lẻ thì tôi đã khẳng định rằng là tôi cũng mua cổ phần của VinFast, bởi vì tôi tin là VinFast sẽ thành công. Nhưng mà khổ lỗi là bác Vượng ấy, bác lại không bán cho nhà đầu tư thông thường, mà bác lại giải quyết ở cái vấn đề ở đây đó là bác phải huy động từ các quỹ đầu tư, cho nên là cái miếng ngon nó không đến tay mình đó. Mình không có khả năng tạo ra VinFast, nhưng mình có tiền để tài trợ cho VinFast, chỉ có điều là người ta không nhận tiền của mình mà thôi. Người
ta nhận tiền từ các quỹ đầu tư lớn, những quỹ đầu tư mà có hàng trăm triệu đô, hàng tỷ đô la cơ, mình thì chỉ có tiền trăm triệu với tiền tỷ đồng thôi, cho nên là chắc là họ không nhận mình. Cho nên là nếu như anh chị tìm thấy một cái doanh nghiệp vào tiềm năng mà anh chị thấy rằng là nó có thể phát triển trong tương lai thì anh chị hãy mua nó, hàng hóa anh chị sở hữu nó. Ở tiếp theo nữa ở đây đó là gì, đó là ví dụ như là ông tỷ phú Lý Gia Thành, ông này là một trong những người mà giữ vị trí người giàu nhất châu Á trong rất nhiều năm, mặc dù bây giờ vị trí này không dành cho ông nữa đó. Tuy nhiên thì ông ấy là đã từng là đầu tư 40 triệu đô và trở nên 11 tỷ đô khi ông ấy đầu tư vào phần mềm Zoom, phần mềm mà chúng ta dùng dùng như này này đó đó, chỉ từ 40 triệu đô mà thành 11 tỷ đô. Anh chị nhân đây sẽ biết là thì tầm bao nhiêu lần đúng không ạ? Hình như là tầm 250 lần thì phải đó. 40 triệu mà nhân 2 lên là 100, đúng rồi, là 250 lần. Và trong kể cả mấy chục năm kinh doanh của ông ấy cũng không tạo ra một cái lợi nhuận lớn như thế, nhưng chỉ một thương vụ thành công thôi là đã gần như là bằng cả cuộc đời đi làm kinh doanh rồi đó. Cho nên là có một câu nói rất hay, đó là không đầu tư bạn sẽ phải kiếm tiền đến lúc chết. Nên nhớ rằng một điều là chúng ta đã gặp rất nhiều người có tuổi ở bên ngoài, thực sự là tôi nhìn vào những người đó tôi rất thương và tôi cũng không biết cách phải làm thế nào. Và nhiều khi tôi nghĩ rằng là giá như ngày xưa hồi còn trẻ họ được học về tư duy, về tài chính, về đầu tư, hoặc là họ chịu khó đi học, họ chịu khó tìm tòi, hoặc vì một cái lý do nào đó thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Tuy nhiên thì dù sao thì họ cũng đã già rồi và mình không nói nhiều về vấn đề đó, mà tôi nhìn tôi chỉ thương thôi. Và nhiều khi mà khi mình ăn phở ấy, người ta vào bán rau hay là người ta vào bán gọi là mấy kẹo tinh bông cô ne hay là cái cắt móng tay hay là cái bông tai thì tôi cũng hay mua, mua mục đích ở đây chả phải để dùng mà mua là để ủng hộ, bởi vì mình cũng rất là thương là như vậy. Và rất mong rằng một điều là rất nhiều cô chú anh chị em ở đây là chúng ta sẽ không ở một cái tình trạng như thế, chúng ta sẽ phải phấn đấu ngay từ bây giờ để sau này khi mà chúng ta có tuổi chúng ta sẽ có thể là tự cung tự cấp cho bản thân mình đó. Bởi vì một trong những bí quyết của những người giàu một thành công ấy, đó là họ luôn luôn đầu tư vào cổ phần của những doanh nghiệp trước IPO. Trước IPO nghĩa là gì? Tức là những cái công ty còn là trước khi lên sàn. Ví dụ ở Việt Nam của chúng ta, công ty VinFast là một công ty chưa lên sàn giao dịch chứng khoán và dự kiến là sẽ lên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Đó, thì đó là một cái công ty đó là trước IPO. Và nếu như chúng ta mua được cổ phần của VinFast thì thực sự luôn là đó là một cái điều rất rất tuyệt vời, nhưng khổ nỗi chúng ta không được quyền mua đó. Cho nên là đấy là những công ty mà đã lên sàn giao dịch chứng khoán rồi. Còn cái mã gọi là Vingroup ấy, mà cái mã nó viết tắt là VIT ấy, mà lên sàn chứng khoán của Việt Nam ấy, thì đấy là cái tập đoàn đó là đã lên sàn chứng khoán rồi và giá của nó khoảng tầm 100.000 Việt Nam đồng trên một cổ phần cổ phiếu đó. Và tôi khuyên rằng một điều là chúng ta cũng không nên gọi là mua cổ phần của những công ty đã lên sàn giao dịch, bởi vì lợi nhuận của chúng ta sẽ rất là thấp, thậm chí đôi khi chúng ta có thể bị lỗ. Và chúng ta thường mua một cái gọi là giá gọi là gì, là giá ở trên cao ấy. Nó giống như kiểu như là anh chị mà đi mua gọi là các căn gọi là chung cư thế. Nếu như anh chị mua khi mà họ chưa xây móng thì giá anh chị mua là rẻ nhất, còn khi mà xây móng giá nó sẽ cao một chút, khi mà nó lên được 10 tầng giá nó cao hơn một chút. Và nếu như anh chị mua cái giá người ta gọi là giá chắc nóc ấy, tức là cái giá mà hoàn thành ở trong cái căn chung cư đó ấy, thì anh chị là người mua gần như cuối cùng và cái tỷ lệ lợi nhuận mà anh chị đạt được nó rất là thấp, thậm chí không phải tại anh chị sẽ lỗ. Nhưng mà cái người mà tôi lấy ví dụ đó là khi mà người ta xây xong cái tầng 41 rồi là tầng cuối cùng anh chị mới mua ấy, thì chắc chắn anh chị sẽ không bao giờ có lợi nhuận cao bằng những cái người mà mua khi đang đào móng hoặc khi chưa đào móng. Thì khi mà chúng ta đầu tư cổ phần doanh nghiệp cũng là như vậy, chúng ta hãy đầu tư vào những doanh nghiệp tiềm năng có cơ sở và bán với một cái giá rất là rẻ, để sau này khi mà công ty nó lên sàn giao dịch chứng khoán, giống như cái kiểu đó là khi mà cái căn chung cư ấy nó đã hoàn thiện xong rồi và lúc đấy anh chị bán thì anh chị sẽ có lợi nhuận rất là cao đó. Thế thì để đâu có công cụ mà người giàu người ta dùng ở đây đó là những cái công ty đó là trước IPO. Và thì tiêu chí để chúng ta gọi là chọn một cái doanh nghiệp mà để đầu tư cổ phần là gì? Thứ nhất là sản phẩm công nghệ phải mang tính xu hướng của xã hội. Nó giống như cái kiểu như là tại sao là Apple thành công, bởi vì Apple thành công bởi vì Apple tạo ra iPhone. Họ tạo ra iPhone khi mà cái thời ngày xưa chúng ta dùng cái điện thoại cục gạch ở đây em đưa đây chị thì anh chị có thấy không đó, đây này em cũng có một cái điện thoại cục gạch này màu đen này đúng không ạ đó. Thì ngày xưa chúng ta dùng
chiếc điện thoại mà ngay kể cả một đứa trẻ con hay một người già cũng có thể biết dùng. Và đúng thật, bây giờ con của chúng ta còn dùng còn chưa chúng ta. Anh chị có công nhận là một điều là gì? Chúng ta không bằng con chúng ta đâu. Thế thôi mà anh chị là đi nói về chơi game rồi những cái gì ở trong trong iPad hay là trong điện thoại, chúng ta gọi là phải gọi con chúng ta bằng sư phụ hết. Đó, thế thì chính iPhone làm ra được cái điều đó. Và chính vì lý do đó cho nên là Nokia mới chết, bởi Nokia không tạo ra điện thoại smartphone. Cho nên là một cái công ty nổi tiếng nhất thế giới là Nokia đã phải gọi là tuyên bố gần như đó là phá sản, chỉ vì là gì, đó là không đi theo thời đại. Thế cho nên anh chị phải nên nhớ rằng một điều là gì, là hãy đầu tư vào những thứ mà mình tin rằng trong vòng 5 năm tới, trong vòng 10 năm tới nó sẽ xảy ra anh chị nhá. Đó, nó giống như cái kiểu như xe điện ấy, anh chị yên tâm đi, 5 năm sau ấy, ô tô điện đầy được và là 10 năm sau hay là 20 năm sau còn có cả ô tô bay nữa, hiểu không ạ? Mình đang tắt được một chiếc máy bay bầu trời đi luôn đó. Cho nên anh chị phải nhớ là xe có ô tô bay, ô tô điện thì không cần phải là xe nữa rồi. Nó đang khẳng định là từ tập đoàn Tesla và ở Việt Nam bây giờ Việt Nam là chúng ta làm rất là khá tốt rồi. Thế chị phải nên nhớ rằng một điều là như vậy. Bây giờ là xăng vừa rồi trong Hồ Chí Minh anh chị cũng biết đúng không? Bây giờ mình đi mua xăng một lít còn vài ngày không mua được xăng, thậm chí là xăng nghe rét rồi. Nó lên 40.000 hay là 50.000 một lít, mà thu nhập của anh chị không tăng thì anh chị thấy như nào ạ? Rất là to ruột. Đó, cho nên là tại sao em nói một điều là thời kỳ của năng lượng sạch đã đến, thời kỳ của sử dụng điện đã đến, thời kỳ của sử dụng năng lượng như là gió, mặt trời đã đến. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì những cái gì liên quan đến than khoáng sản ấy dần dần là đặc biệt. Và như ông Nga bây giờ ấy, ông chỉ cần là ông cho người ông cắt một cái đường dây gọi là dầu sang các nước châu Âu, là mùa đông này là gì, là rất nhiều người ở châu Âu họ chết vì chết đó. Cho nên anh chị vẫn nên nhớ ra một điều là gì, đó là cái đó là cái gọi là xã hội đang phản ánh. Và chúng ta nhìn vào cái điều đấy, chúng ta sẽ biết được một điều là gì, là những cái thứ là liên quan đến điện sau này nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Cho nên là quốc gia nào mà vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào liên quan đến gọi là năng lượng gọi là than đá, như mình hay gọi là nhiệt thạch hay là nhiệt hạch gì đó chẳng hạn, thì sẽ rất là nguy hiểm nên chị nhá. Đó, và chúng ta phải biết được rằng đó là khả năng chứng thị trường trong dài hạn là có tốt không. Đó, ví dụ như iPhone cũng cả Apple, Google hay là Samsung chẳng hạn, tôi giải thích sau Samsung thì hai cái này về bản chất thì tính năng nó khác gì nhau, nhưng mà tại sao Apple lại là một công ty rất là mạnh? Mà anh chị để ý nhé, Apple khi mà ra sản phẩm ấy, nó chỉ có giữ giá và bán cao giá hơn thôi. Thế câu hỏi đặt ra là tại sao chức năng nó giống nhau nhưng mà nó lại có một tín đồ ở đây là luôn luôn xếp hàng đi mua điện thoại và cái giá của nó lại giữ được rất tốt? Bởi vì là cái khả năng cạnh tranh của Apple rất là tốt, nó tạo ra được một cái cộng đồng, nó lại yêu nó, tin nó, nó giống như là cái niềm tin vào Chúa, niềm tin vào ông trời hay là niềm tin vào Đức Phật ấy. Đó, doanh nghiệp đó họ tạo ra được cái điều đó. Còn bản chất cái iPhone, cái Samsung hay là một số điện thoại khác, về bản chất là một điều là chúng ta không sử dụng được hết tính năng của nó, chúng ta chỉ dùng để nghe gọi ABC nhắn tin thôi và tập chơi game, chứ chúng ta không dùng được gì nhiều. Nhưng tại sao iPhone nó lại mạnh như vậy? Bởi vì nó có khả năng chiếm lấy thị trường và cái này là công ty của họ làm rất tốt. Nên chị nhé, nói như vậy không phải là bảo anh chị là về mua cổ phiếu của Apple nhé. Thế là anh chị nào không hiểu nghe xong về mua ấy, xong thời gian sau thì nó lại bảo là tại em chỉ nói là ví dụ là công ty mạnh thôi, chứ không nói rằng nó là anh chị mua cổ phần của họ. Thực ra là bây giờ chúng ta không nên mua, bởi vì sao? Bởi vì là gì, nó đã tăng quá cao với thị trường, vốn hóa của nó là 3.000 tỷ rồi. Xin lỗi với anh chị nói rằng một điều là gì, anh chị có mua không cẩn thận ấy là anh chị sẽ bị lỗ, bởi vì mình còn phải tính là cổ phiếu của nó bây giờ là đáng bao nhiêu và cái vốn hóa của nó là bao nhiêu. Vốn hóa của nó bây giờ là 3.000 tỷ đô đang là đứng số 1. Thế bây giờ từ 3.000 tỷ mà lên gấp đôi lên là 6.000 tỷ thì theo anh chị là có khó khăn không? Khó khăn chứ. Cho nên là anh chị phải nên nhớ rằng một điều là chỉ đưa ra ví dụ minh họa, chứ không phải là bảo anh chị mua cổ phần của doanh nghiệp đó nhá, mà mình sẽ mua cổ phần của doanh nghiệp chưa lên sàn giao dịch chứng khoán, giống như là mình mua căn nhà khi mà chưa đào móng hoặc mới đào móng, còn khi cắt tóc rồi mà anh chị mua để ở thì còn được, còn anh chị mua để kinh doanh là khả năng là anh chị sẽ thua rất cao đó. Chứ ở đây đó là ông Bill Gates thì ông có một câu nói là nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó đó chính là lỗi của bạn. Thì tôi cũng là sinh ra trong một gia đình nghèo khó,
điều là tôi là một người giàu có. Từ bây giờ trở đi và trong tương lai tôi sẽ rất là giàu có. Và chúng ta không có quyền lựa chọn sinh ra ở đâu. Chúng ta không có quyền sinh ra đó là bố mình phải là một tổng thống hay là bố mình là một cái người gọi là nhiều tiền. Bởi sao? Bởi vì là trong Phật giáo có nói là một điều đó là nghiệp lực của mỗi người khác nhau. Cho nên là sẽ sinh ra ở những hoàn cảnh gia đình khác nhau. Hay có người sinh ra ở thành phố, có người sinh ra ở tỉnh lẻ, có người sinh ra ở biên giới, có người sinh ra ở rất nhiều điều kiện nó khác nhau, nó không giống nhau. Đấy, giống như là con của ông Donald Trump đẻ ra đã cao khoảng một tầng, đến bây giờ là cao gần 2 mét, đẹp trai ơi là đẹp trai. Và anh chị đừng mong là mình mong muốn là mọi thứ nó đều công bằng anh chị nhé. Bởi vì nếu như mà chúng ta đòi hỏi sự công bằng thì tôi phải đẹp trai như Đăng Vĩnh Công đúng không, và phải giàu như là bác Hoàng Nhật Vương, chứ đâu phải là như bây giờ đâu thì đúng không ạ? Nếu mà công bằng thì chúng ta phải đẹp trai hết, phải xinh gái hết và phải giàu hết. Nhưng bản chất thì nó sẽ không có cái sự công bằng này kìa. Và cái trong cái phim mà Hán Phải Tinh Hùng thì tôi rất thích một cái đoạn mà quân sư Trương Lương nói với đó, gọi là Lưu Quang, vua Lưu Quang này nhẹ, đó là công lý ở trong lòng mỗi người. Và cái công lý này nghĩa là như này: nếu như anh chị thành công thì cái công lý của anh chị là đúng, còn nếu như anh chị là một người thất bại thì cái công lý của anh chị nó sẽ không được là đúng. Cho nên chúng ta đa phần ở đây là đều xuất thân nghèo khó, đều giống nhau, đều đi lên tỉnh lẻ. Tôi thì sinh ra ở tại Bắc Ninh và nhà tôi ở chỗ khu công nghiệp gọi là Samsung Liên Phong ấy, gần chị Tiến Trờ ấy. Không biết là ở đây có anh chị nào làm đồng hương không và có ai biết chỗ đó không. Tôi sinh ra ở đó và đấy là quê của tôi, và cũng sinh ra trong một gia đình làm nông mà. Bởi vì ngày xưa là bố mẹ tôi là làm 4 mẫu ruộng, và mỗi lần gặp là 6 tấn thóc. Nói chung là thóc mà chất ở bên ngoài là cao lắm, nói chung là cao rất lắm, nhà chẳng có gì ngoài thóc cả đó chị ạ. Và mình là bản thân tôi là con trưởng mà, tôi là con trưởng, cho nên là những cái gì vất vả nhất là đều từ tay mình. Và cho đến bây giờ thì tôi ngày xưa ấy, thì khi mà bố mẹ tôi bắt tôi đi làm ấy, thì tôi hay tỏ ra khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi bảo là tại sao những người mà bằng tuổi mình họ không phải đi làm như mình mà bố mẹ mình lại bắt mình đi làm. Và lúc mà tôi còn nhỏ thì tôi khá như mình hay gọi là một cái tiêu cực ấy, đó là quá gọi là khá gọi là oán giận bố mẹ mình, là không cho mình được gọi là một cái điều là gì, đó là chơi giống các bạn. Nhưng mà sau này tôi phải cảm ơn bố mẹ tôi là nếu như bố mẹ tôi không bắt tôi đi làm, không cho tôi cái sự khổ đó, thì chắc chắn tôi cũng không có ý chí để tôi phấn đấu, và chắc chắn là tôi cũng không có nghị lực để tôi vượt qua được mọi khó khăn, và chắc là tôi sẽ không có một tư duy là làm sao để thoát nghèo và làm sao để trở thành một người thành công. Cho nên là một điều là có thể trong một cái giai đoạn nào đó chúng ta không hiểu những người xung quanh họ làm những cái điều gì đó với mình, nhưng sau này khi mà lớn lên thì chúng ta thấy rằng một điều là nhờ họ cho nên mình mới có được như ngày hôm nay. Và đôi khi tôi đặt ra câu hỏi là nếu như ngày xưa bố mẹ mình chiều mình, không bắt mình đi làm, thì có lẽ là mình cũng sẽ giống như một số những người bạn đồng niên của mình ở quê bây giờ. Họ cũng bằng tuổi mình, nhưng mà họ không phải là một người thành công. Đó. Và tôi tự đặt ra câu hỏi là nếu như ngày xưa mình đỗ đại học thì sao nhỉ? Rất may là tôi không đỗ đại học. Rất may là tôi trượt đại học. Đó. Thế thì tôi tự đặt ra câu hỏi là nếu như mình đỗ đại học thì không biết là bây giờ mình là một người như thế nào? Mình không còn được như thế này không? Và tôi luôn luôn cảm ơn mọi tình huống xảy ra. Và cho đến bây giờ thì cái điều tôi nói ở đây nó không phải là tiền nữa, mà vấn đề ở đây đó là gì? Đó là cái trí tuệ của mình, cái nghị lực của mình và cái tư duy của mình. Cái này mới là cái tạo ra của cải, chứ không phải là những thứ bên ngoài được chúng ta cho. Và khi tôi đi học, tôi rất thích một cái câu nói ở đây, đó là mọi nguồn lực đều có trong tôi. Tôi tự tin tôi làm được. Và anh chị phải nên nhớ, anh chị có đầy đủ mọi nguồn lực ở bên trong. Chúng ta làm ra xe hơi, chúng ta làm ra tàu hỏa vũ trụ, chúng ta làm ra tất cả mọi thứ. Và tất cả những cái điều đó đều xuất phát từ con người. Và con người vốn dĩ không được tạo thuận lợi để tạo ra những điều đó, nhưng nhờ đầu óc, nhờ trí tuệ, nhờ tự vươn lên, cho nên là con người chúng ta tạo ra những thành quả vĩ đại. Cho nên là anh chị phải nên nhớ là một điều là gì? Tất cả những thứ vật chất ở bên ngoài nó là cái do bên trong tạo ra. Nếu như anh chị chưa có ô tô thì có thể là do nguồn lực của bên trong anh chị chưa khai thác, anh chị chưa có được cuộc sống nhiều tiền, chưa có thu nhập $50 một tháng, chưa được tự do tài chính và chưa được thoải mái về tiền, thì cái đó là do cái nguồn lực bên trong của anh chị chưa biết khai thác. Và muốn khai thác được cái điều đó, anh chị hãy thường xuyên
làm giàu, về kinh doanh, về tư duy, về tài chính, hay thậm chí là tham gia những cái buổi như này để có những cái người khác chia sẻ. Tôi thì thỉnh thoảng mới chia sẻ chương trình này thôi, còn đa phần thì sẽ là một cái anh rất là đẹp trai, rất là hay, là anh Mai Đức Anh, nhưng mà anh ấy đang ở bên Belarus, cho nên là tôi mới có cái cơ hội là chia sẻ cái chương trình này thôi. Và tôi cũng chỉ là một trong số những người mà chia sẻ cái chương trình này, và còn có rất nhiều người khác, họ hay hơn, họ giỏi hơn, họ sâu hơn, họ tốt hơn, họ làm tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì là mỗi một người sẽ có một tư duy khác nhau, một trí tuệ khác nhau và một cái hay khác nhau. Thì anh chị có thể nghe đi, nghe lại nhiều lần, nghe cho đến khi nào anh chị làm được thì mới gọi là nghe hiểu. Còn nghe xong mà sau 1 năm, 2 năm, 3 năm vẫn nghèo như cũ thì lúc đấy không phải là nghe hiểu nữa rồi, mà chỉ là học vẹt mà thôi. Mình phải nghe cho đến khi nào nó ngấm vào trong não, nó ngấm vào trong tim, ngủ cũng thấy nó và đi đâu cũng nhìn thấy nó. Và sau đó anh chị tạo ra được kết quả bên ngoài thì như vậy mới gọi là học. Còn học mà lại không tạo ra được kết quả như mong muốn thì đấy người ta gọi là học vẹt, và đấy người ta gọi là học không ổn rồi nhá anh chị nhá. Vậy thì là cái buổi mà giao lưu với chị của tôi ấy thì đến đây cũng là kết thúc. Và cuối cùng thì cũng xin chúc cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta đó là ngày 20 tháng 10 là luôn luôn đẹp, luôn luôn rực rỡ như hoa. Và ngày mai là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 tại văn phòng của trên chiến lược bên Hà Đông ấy, thì xin trân trọng mời các cô, mời các chị và mời các em gái đến tham dự chương trình. Tôi tin rằng đó là ngày mai là một cái chương trình có thể nói là rất là thú vị, sẽ mang lại cho các chị em những cái niềm vui và những cái niềm hạnh phúc mới lớn hơn. Đó, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ở cả nhà những chương trình sau. Xin trả lại chương trình cho em Tina. À, cả nhà cho tôi hồng răng và chàng tay thật lớn nhá. Buổi chia sẻ của cô học thì khiến cho Hà rất là thấm, bởi vì bản thân Hà cũng là một trong người cũng bị mất rất nhiều tiền trong thị trường tài chính, và nhờ có tư duy tốt mà bây giờ Hà đã thay đổi rất nhiều, và nhờ có tư duy tốt mà hiện tại mình đã tìm kiếm được cho mình những cái cơ hội rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và một câu nói buổi tốt học mà bản thân Hà sẽ nhắc lại trong cái buổi Zoom ngày hôm nay đó là gì ạ? Chúng ta phải có tư duy trước thì tiền sẽ theo sau. Và chúng ta nên nhớ rằng là chính chúng ta sẽ tạo ra một cái thế hệ cho sự giàu có của gì ạ? Của gia tộc của chúng ta, của họ hàng của chúng ta và của chính bản thân chúng ta. Và gì ạ? Chúng ta có tư duy tốt thì sao ạ? Thì càng già chúng ta sẽ càng giàu. Không giống như tôi học bản thân là gì ạ? Khi mà đi trên đường nhìn những cái cô có cái gánh hàng rong bán hàng rong ấy, hay những bác 60 rồi, 60 65 tuổi rồi mà vẫn phải gì ạ? Vẫn phải đi làm bảo vệ ở các tòa nhà ấy, thì mình thấy rất là xót xa là bởi vì họ đã không có kiến thức hoặc là họ đã không học hỏi để cho chính khi mà còn trẻ tuổi mà khi còn lao động và làm việc được thì mình lựa chọn cơ hội tốt thì cái sự tự do về tài chính của mình về phía sau là sẽ được đảm bảo, đúng không ạ? Còn bởi vì những cái người như vậy không có kiến thức nên là gì ạ? Già rồi họ vẫn phải đi kiếm tiền mà thực sự cuộc sống rất là vất vả. Giống như bản thân Ngà cũng vậy, Ngà cũng đặt cho mình cái mục tiêu là 40 hoặc 45 tuổi mình tự do về tài chính, mình được sống và mình được làm việc những cái điều mà mình yêu thích các bạn ạ. Bản thân Ngà luôn khát khao được là mình kiếm tiền đến một cái độ tuổi nhất định thôi, và sau đó dành thời gian để hưởng thụ, dành thời gian để mình làm những việc mà mình yêu thích. Thì chương trình ngày hôm nay thì đến đây đã là tạm dừng rồi. Tuy vậy thì Ngà rất là mong muốn được hai anh chị nên hôm này chúng ta sẽ chia sẻ những cái giá trị mà chúng ta nhận được sau cái buổi đào tạo của tốt học, được không ạ? Anh chị nào có tinh thần xung phong thì hãy giơ tay để Ngà có thể là gọi để Ngà có thể là gọi anh chị lên để giao lưu với tốt học, với tất cả anh chị em trong team chiến lược ngày hôm nay, được không ạ? Hiện nay chúng ta còn 77 anh chị em. Ai sẽ là người xung phong để chúng ta cùng nhau gọi là request lại cái bài học ngày hôm nay ạ? Chị Thanh Hương, cảm ơn Tốt Học đã chia sẻ bài giảng vô cùng giá trị, đúng không ạ? Vâng, chính xác.
Em xin mời một hai anh chị chúng ta có thể nên giao lưu những cái gì mà chúng ta được học trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Mọi người thật là khiêm tốn quá. Ok, à đây ạ, có anh Hoàng Việt ạ. Xin mời ban tổ chức mở mic cho anh Hoàng Việt để anh có thể chia sẻ giá trị học được trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Hello. Dạ, mọi người có nghe nói không ạ? Nghe rất rõ ạ. Em xin mời anh chia vâng, sẻ. Vâng, xin chào MC Đỗ Thị Nga. Đỗ Thị Nga nhỉ? Xin chào tất cả các anh chị em trong Zoom buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn bạn học rất là nhiều, bạn đã chia sẻ rất là kỹ về tư duy làm giàu. Thực sự hôm nay Việt nghe đến hôm nay nữa cũng được rất là nhiều lần, nhưng thực sự hôm nay cảm thấy rất là tâm đắc, rất là có giá trị, nên là muốn giơ tay, muốn nói vài lời. Trước tiên là ngày mai là Ngày Phụ Nữ Việt Nam rồi. Trước tiên là xin được chúc các cô, các chị, các em ở trong phòng Zoom ngày hôm nay luôn luôn trẻ khỏe, xinh đẹp, giàu có, hạnh phúc. Buổi tối ngày hôm nay thì bạn học, em học đã chỉ bảo, đã hướng dẫn, dẫn dắt làm thế nào để giàu có và người giàu có sẽ như thế nào. Nên là cái người nghèo thường thường là càng nghèo đi thì nó là đúng, bởi vì người nghèo nó không có tư duy để nhận thức được những cái có giá trị như vậy. Hiện tại thì Việt cũng đang còn rất là nghèo, tuy là một người công chức nhà nước, nhưng sau bấy nhiêu năm hiện tại công tác đến giờ thì so với nhiều người trong mặt bằng chung thì hiện tại còn rất nghèo chứ không phải nghèo nữa đấy. Cảm ơn bạn Nga đã cho Việt chia sẻ. Cảm ơn mọi người lắng nghe. Cả nhà cho anh Việt một ràng vào tay ạ. Sao cả? Bây giờ chúng ta biết được rằng là cái tư duy trước kia của chúng ta sai, bây giờ chúng ta định hướng lại và chúng ta cái việc làm giàu của chúng ta không khi nào là muộn ạ, không khi nào là muộn. Ok, bây giờ cũng rất là muộn rồi đúng không ạ? Vậy thì xin mời ban tổ chức chúng ta hãy chụp lại những bức hình buổi tối ngày hôm nay. Và Ngà xin nhắc lại ạ, ngày mai ở văn phòng 69 Tố Hữu chúng ta sẽ có một buổi gọi là một buổi dành cho các chị phụ nữ đúng không ạ? Từ 9:30 đến 11:30. Vì vậy là xin mời tất cả các anh chị em sẽ lên văn phòng, chúng ta sẽ có một cái buổi để gọi là tiệc ngày 20 tháng 10 đó, dành cho tất cả anh chị em phụ nữ của chúng ta. Thế xin mời ban tổ chức chúng ta hãy chụp lại cả những bức ảnh tuyệt đẹp ngày hôm nay để chúng ta có thể thấy nào. Dữ liệu ạ. Chúng ta hãy kích vào biểu tượng giơ bàn tay lên và hình trái tim nhá, để cho ban kỹ thuật sẽ chụp những cái bức ảnh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Tường chụp anh nhá. Ok. Vâng. Em chỉ đứng sau thôi. Thôi ạ, mọi người giơ tay hết lên chưa? Nào bây giờ mô 1, 2, 3 là cả nhà cười được tươi nhá. Nào 1, 2, 3. Trang thứ nhất ạ. 1, 2, 3 kiểu nữa. Rồi bắt đầu trang thứ hai nào. Và 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi ạ, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chị Nga mai lên là nhận hoa nhá, chị Nga nhá. Mời vào tập trung xin gói nhá.